Cô gái này là Mạch Thừa Hoan, năm nay 29 tuổi và có một mối tình 3 năm. Vừa đu đưa với bạn trai trở về, cả hai định thơm nhau một cái thì đột nhiên mẹ cô từ đâu chạy đến ngăn lại. Bà mắng cô không biết giờ giấc, đã 10 rưỡi rồi mà không biết đường về. Lúc này bạn trai giải thích rằng khi nãy bị tắc đường nhưng bà vẫn không tin vì 10 rưỡi rồi còn tắc đường. Sau đó bà chạy đến tận trước mặt anh bạn mà mắng nhiếc, dù cho có cưới rồi cũng không được làm mấy trò đó ngoài đường. Trong bố cục hỗn loạn này, hai bố con chỉ biết nháy nhau. Bố cô vờ như mình vừa bị ngã trẹo chân để giải thoát cho anh bạn. Trở về phòng, bà dò hỏi về mức độ tình cảm của con gái và anh bạn trai ra lượng kia rằng cả hai đã tới chuyện đó chưa. Thừa Hoan cảm thấy đó là chuyện riêng tư của mình thì bà dặn đi dặn lại cô rằng không được ăn kem trước cổng vì con gái sẽ chịu thiệt. Sau đó bà nhắc đến chuyện kết hôn nhưng cô lại lờ đi chẳng nói năng gì. Cô năm nay 29 tuổi, bạn bè tầm này đã lấy chồng sinh con hết rồi, cứ nghĩ đến chuyện đó bà lại đau đầu lo lắng. Sáng hôm sau, cô yêu dặn cô mua hộ chút đồ. Trong thang máy, mẹ lại gọi điện đến vì hôm qua cô chưa trả lời bà là đã ngủ với tên bạn trai ra lượng chưa. Lỡ tay bật loa ngoài nên mọi người đều nghe thấy rồi nhìn cô ái ngại. Lúc này Diêu Chí Minh đi ra thì bị chiếc bánh của cô va phải khiến ly cà phê trên tay đổ ra áo. Thừa Hoan thấy vậy thì đuổi theo xin lỗi và muốn giúp anh ấy làm sạch nó. Cô tự giới thiệu bản thân là nhân viên phòng kinh doanh của khách sạn Botticelli này. Chí Minh lấy ra vài tờ tiền tip nhưng cô không nhận vì đây là quy định của khách sạn. Bên phía gia lượng, mẹ cậu đem đồ ăn đến thì thấy tủ lạnh đã chật kín, phía trên còn có ảnh cậu chụp cùng Hoan Hoan. Nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ từ trong ra ngoài, bà rất hài lòng. Tuy nhiên vẫn chưa ưng ý vì hai bên không môn đăng hộ đối. Trước nay gia lượng vẫn luôn che giấu về gia đình mình nên cô không hề hay biết bạn trai là con nhà khá giả. Tại chỗ làm, mọi người đang dọn dẹp một cách chu đáo vì hôm nay có giám đốc mới từ nước ngoài về. Thế nhưng lúc này lại phát hiện bọn họ quên chưa đặt bánh kem. Nhìn chiếc bánh của Thừa Hoan, bọn họ định dùng tạm nhưng cô đã viết chữ nên không thể dùng được. Thế nhưng khi nghe điện thoại quay lại thì chiếc bánh kem đã ở trên bàn và ông sếp mới cũng đã đến, chính là Diêu Chí Minh. Thừa Hoan định giải thích nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng của hai cô bạn đồng nghiệp lại thôi. Chí Minh rất tức giận về chuyện này, ngay lập tức cho cô thôi việc. Mà tất cả mọi chuyện là do Ngô Ưu gây ra. Khi ấy Lị Lị đã nói bánh này Thừa Hoan đem tặng bạn trai nhưng Ngô Ưu vẫn cố tình mở ra xem. Đúng lúc Chí Minh bước vào nhìn thấy mà trên bánh kem còn có chữ ăn tạm đi khiến anh càng thêm tức giận. Anh hỏi về người phụ trách việc chuẩn bị lần này thì Ngô Ưu lại nói là Thừa Hoan, thế nhưng sự thật chính cô ta mới là người phụ trách, còn Thừa Hoan chỉ tới giúp đỡ. Vậy mà khi xảy ra chuyện, cô ta không những không hối cải mà còn cho rằng giám đốc cố tình gây sự, biết đâu cô sẽ cá chép hóa rồng. Thừa Hoan đứng đợi đến khi anh tan họp và xin Chí Minh cho mình một cơ hội. Anh đã biết chiếc bánh đó do người khác đặt lên nhưng khi hỏi cô lại tự nhận về mình, và đó cũng là cơ hội cuối cùng. Lúc này Chu Chính, trưởng phòng kinh doanh, chạy đến giúp cô xin xỏ vì Thừa Hoan là nhân viên xuất sắc nhất phòng mình. Chỉ vì không muốn thấy cảnh khi xảy ra chuyện mọi người đổ tội cho nhau nên cô đã im lặng. Thế nhưng đối với anh, một người không biết tự bảo vệ bản thân thì không xứng được đồng tình, và ở chỗ anh cũng không có cơ hội thứ hai. Thấy Thừa Hoan buồn bã, Gia Lượng an ủi và nói sẽ nuôi cô, thế nhưng Thừa Hoan lại không muốn như vậy. Xin một lần thì là làm nũng đáng yêu, còn xin suốt mấy chục năm e là sẽ rất phiền. Hơn nữa với đồng lương ít ỏi hiện tại của anh, có thể tự nuôi thân là tốt lắm rồi. Cô quyết định sẽ đến xin Chí Minh thêm một lần nữa nhưng chỉ tiếc rằng chiếc bánh kem làm cho anh đã không còn. Gia Lượng lấy ra một món đồ chơi biết nói để bày tỏ rằng mình rất yêu cô và sẽ dính lấy cô suốt đời. Thừa Hoan thấy vậy cũng vui vẻ hơn và cảm thấy có anh thật tốt. Tại cửa hàng câu cá, Chí Minh đến mua đồ thì gặp Thừa Hoan. Cô cố tình bám theo anh để xin cho bản thân một cơ hội nhưng Chí Minh chẳng quan tâm. Đến lúc tính tiền, đột nhiên anh lại có điện thoại giúp Thừa Hoan có cơ hội thể hiện bản thân. Trong điện thoại, đối phương nhắc đến nội thất Đức San và Gia Lượng chính là thái tử ở đó, còn Thừa Hoan là bạn gái cậu ta. Khi ra xe, cô lại gặp bố vì tình cờ ông mới được đưa đến làm tài xế của anh. Lúc này Chí Minh cần đến Tùng Giang gấp trong vòng một tiếng nhưng bây giờ là cao điểm nên không thể. Thừa Hoan nghĩ ra một cách, sau đó cả hai xuất hiện trong tàu điện ngầm chật kín, tới bến cô thuê xe đạp để đến điểm hẹn và kết quả họ đã tới sớm trước 15 phút. Anh cảm thấy cô cũng không vô dụng hoàn toàn nên quyết định sẽ cho thêm một cơ hội. Ngày mai có một khách hàng mà anh lại không tiện gặp họ nên sẽ để cô ra mặt. Dựa vào kết quả sẽ quyết định đến chuyện của cô. Trở về, Thừa Hoan bắt đầu nghiên cứu về vị đối tác ngày mai và nhận ra công ty nội thất Đức San chính là nơi anh bạn trai Gia Lượng đang làm việc. Hôm sau, Gia Lượng theo bố đến công ty Thừa Hoan làm nhưng bịt kín mít lấy cớ bị cúm, sau đó chuồn vào nhà vệ sinh. Khi đi ra thì thấy bóng lưng cô, định chuồn nhưng đã bị bố nhìn thấy rồi gọi lại. Gia Lượng không che giấu nữa mà tháo khẩu trang nói với bố rằng Thừa Hoan chính là người yêu mình. Sau khi bố anh rời đi, Thừa Hoan rất tức giận vì bản thân đã bị lừa suốt 3 năm qua. Lúc đầu anh giả làm dân tỉnh lẻ lên Thượng Hải. Cảm thấy đồ ăn ở đây không hợp, cô đã học nấu những món thôn quê cho anh, thích đôi giày nào cô cũng thức đêm tăng ca tiết kiệm tiền để mua. Công ty anh ta muốn đào tạo chuyên sâu thì cô giúp làm bản kế hoạch. Bản thân bị xoay vòng vòng suốt 3 năm như một con rối. Rồi bây giờ biết được Gia Lượng chính là một cậu ấm không cần cố gắng. Ở gần đó, một chiếc camera chạy bằng cơm đã nghe được câu chuyện của hai người và quay về báo cho Chí Minh.
Thừa Hoan đến phòng báo lại chuyện ngày hôm nay, vì sếp Tân là bố của Gia Lượng nên ông ấy nghi ngờ cô dựa vào mối quan hệ để tìm hiểu sâu về Đức San. Cũng vì thế mà việc hợp tác ngày hôm nay không được như mong đợi. Mặc dù Chí Minh cố tình sắp đặt chuyện này nhưng anh vẫn vờ như không biết gì rồi nói sẽ xem xét đến chuyện của cô. Vì bố mẹ luôn thúc giục nên hôm qua cô đã bảo Gia Lượng đến nhà mình ăn cơm. Mẹ cũng đã chuẩn bị rất nhiều món ngon còn bố dặn cô bảo bạn trai thể hiện cho tốt. Thế nhưng chuyện ngày hôm nay bất chợt xảy ra khiến cô không biết phải làm sao. Thừa Hoan quay về đem theo hai giỏ quà nói dối rằng Gia Lượng phải tăng ca khiến mẹ cô càng thêm thành kiến với cậu ấy. Đột nhiên Gia Lượng xuất hiện ở bên ngoài để xin lỗi cô rồi thú thật về gia thế nhà mình khiến hàng xóm kéo nhau tới xem. Mẹ tưởng anh ta đang luyên thuyên định xuống cho một trận thì bị Thừa Hoan gọi lại. Khi biết anh ta đích thị là cậu ấm trá hình, bà quay sang nói giúp Gia Lượng rồi khuyên can con gái. Thế nhưng điều khiến Thừa Hoan tức giận chính là anh ta nghi ngờ cô nhòm ngó đến gia sản của mình nên mới nói dối. Bên ngoài Thừa Tảo quay về. Thấy ông anh rể tương lai đứng dưới xin lỗi thì đoán rằng Gia Lượng phải gây chuyện lớn lắm mới khiến người chị hiền lành của mình tức giận như vậy. Cậu ấy mặc cho Gia Lượng cầu xin giúp đỡ mà nghe lời chị gái đi thẳng vào nhà. Một bà thím bên cạnh thấy cậu ta quá ồn ào thì tức giận lấy gậy ra chọc. Cuối cùng Thừa Hoan đành phải ra ngoài gặp bạn trai để không gây rắc rối với hàng xóm. Gia Lượng thừa nhận mình đã nói dối nhưng đó là ý của bố mẹ khi sợ bản thân anh là gà mờ sẽ bị lừa. Cô cũng phần nào hiểu được nỗi lo của họ nhưng đưa ra điều kiện sau này cả hai phải tự lực kiếm tiền không dựa dẫm vào cha mẹ. Hơn nữa sau này cả hai không được lừa dối nhau bất cứ chuyện gì. Đôi chim sẻ lại bắt đầu quấn quýt thì lúc này Chí Minh gọi đến phá đám. Anh quyết định sẽ để cô tiếp tục làm việc tại công ty. Hôm sau Ngô Ưu thấy Thừa Hoan vẫn được làm việc ở công ty thì bất ngờ ngã ngửa. Trong buổi họp Chí Minh thông báo sẽ hủy bỏ hình phạt đối với cô. Về dự án lần này chủ đề là mùa cưới nên anh cho mọi người hoàn thiện trong một tuần rồi nộp cho mình. Và người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Tối đó Thừa Hoan ở lại tăng ca để hoàn thành công việc. Còn bên dưới Gia Lượng đã đợi cô suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi tan làm. Lúc này mẹ gọi tới trách cô về muộn thì nghe thấy tiếng của Gia Lượng trong đó liền thay đổi thái độ. Anh muốn ngày mai đến nhà ăn cơm bà liền đồng ý còn hỏi Gia Lượng muốn ăn gì. Hôm sau mẹ cô đích thân vào bếp nấu nướng tiếp đãi con rể tương lai. Bên kia Gia Lượng chuẩn bị rời đi thì mẹ anh tìm đến. Hôm trước bà đã hẹn anh đến gặp bà Trương cô Trương mà bố anh cũng đã sắp xếp chuyện này. Không thể từ chối anh chỉ có thể đến gặp bọn họ một lát rồi nói sẽ đi ngay. Gia Lượng thú thật với cô Trương rằng mình đã có bạn gái và cả hai rất yêu thương nhau. Chính vì thế anh muốn cô ấy giúp mình qua mắt đội phụ huynh. Ở một diễn biến khác Chí Minh đến viện dưỡng lão thăm bà và hỏi về gia đình kia có phải đối xử không tốt nên bà mới đến đây. Bà cảm thấy bản thân và lão Mạch kết hôn giữa chừng nên con trai ông ấy không ưa là chuyện dĩ nhiên. Thế nhưng ông ấy có một cô cháu gái rất tốt bụng bao năm qua vẫn thường đến đây bầu bạn với bà. Mà nghe nói cô ấy cũng đang làm ở công ty của Chí Minh tên là Mạch Thừa Hoan. Hai người đến một nhà hàng dùng bữa thì lúc này bà phát hiện Gia Lượng bạn trai cô đang ở cùng cô gái khác. Gia Lượng giải thích rằng đây là đối tượng xem mắt do bố mẹ sắp xếp tất cả đều là giả dối. Bên phía Thừa Hoan cả nhà cô đang mong ngóng thằng con rể hụt dài cổ nhưng vẫn chưa thấy đâu. Lúc này bà nhắn tin đến báo lại chuyện khi nãy và bảo cô nghe ngóng xem sao. Thừa Hoan tức giận chạy ra ngoài nhắn bạn trai không cần đến nữa thì lúc này Gia Lượng vội vàng chạy tới muốn giải thích. Cô không thể chấp nhận chuyện này khi mẹ mình đã tất bật từ sáng sớm để chuẩn bị lại bị cho leo cây. Thừa Tảo định chạy đến khi thấy chị gái mình chịu thiệt thòi thì đột nhiên mau mau xuất hiện phang Gia Lượng một nhát. Sau đó bảo vệ cũng tìm tới gô cổ anh đi vì tội đậu xe bừa bãi. Vào bên trong mau mau báo với mọi người bản thân đã ly hôn và Đinh Đinh sẽ ở cùng bố nó khiến ai cũng ngạc nhiên vì khi xưa bọn họ yêu nhau đòi sống đòi chết. Mẹ cô cảm thấy giới trẻ bây giờ coi việc kết hôn và ly hôn quá qua loa. Ăn cơm xong Thừa Hoan và mau mau đến căn nhà cô ấy tích góp mua được. Nhắc đến chuyện kết hôn khiến cô không khỏi đau đầu khi liên tục bị mẹ và Gia Lượng làm cho rối tung rối mù. Bây giờ cộng thêm sự đổ vỡ của mau mau khiến cô bắt đầu nơm nớp lo sợ. Cuối cùng đành quyết định mặc theo tự nhiên cho dù không lấy được chồng thì hai người cũng sẽ ở vậy cùng nhau ngao du khắp trốn. Trở về Thừa Hoan lại nghe thấy mẹ đang tính tiền tiết kiệm và muốn bán đi cả trang sức của mình làm của hồi môn để cô không bị mất mặt với nhà bạn trai. Trải qua mọi chuyện lại giúp cô nảy ra ý tưởng cho dự án mới. Hôm sau Chí Minh đang rất khó chịu với các bản thảo của mọi người vì nó không đưa ra được sự khác biệt. Tới lượt Thừa Hoan nội dung cho ngày lễ tình yêu của cô là đón năm 20 cùng bố mẹ. Bọn họ có thể khuyến khích người trẻ tuổi đưa bố mẹ đến ngày lễ để họ có thể kể cho các cặp đôi nghe về bí kíp tình yêu của mình. Đồng thời cha mẹ cũng có thể hưởng thụ cảm giác lãng mạn của con cái. Cách đó sẽ thu hút được nhiều người tạo nên sự phát triển bền vững sau này cho khách sạn. Chí Minh nghe xong cũng thấy hợp lý và bảo mọi người dùng bản thảo của Thừa Hoan để tiến hành. Tan họp Chí Minh gọi cô đến và giới thiệu Hà Đông chính là trợ lý của mình. Sau đó anh nói về chuyện quà lưu niệm cho hoạt động lần này là sản phẩm của nội thất Đức San và cô sẽ phụ trách luôn việc bàn về giá cả. Thừa Hoan cho rằng anh muốn mình lợi dụng mối quan hệ với bạn trai để có được giá thấp nhất nên muốn rời khỏi dự án. Thế nhưng anh lại nói cô đã suy nghĩ quá xa vì vấn đề này trong công ty ID cũng vậy. Sở dĩ anh chỉ định Thừa Hoan vì thấy cô là người có năng lực,
Hà Đông cảm thấy cô là người thật thà nhưng đối với anh cô chỉ là một quân cờ bỗng dưng xuất hiện. Vừa đi ra đã thấy hoa của Gia Lượng gửi đến và muốn xin lỗi cô thế nhưng Thừa Hoan không cười nổi dù chỉ một cái. Lị Lị khuyên cô nhân cơ hội này nói chuyện giá cả với bạn trai. Thế nhưng sau khi suy nghĩ cô vẫn không thể làm được điều đó mà gọi cho Lị Lị xin số của quản xếp Vương bên nội thất Đức Gian. Thừa Hoan đến gặp nhưng ông Vương không có ở đó nên đành ngồi đợi cho đến tối. Ông Vương trở về thấy cô vẫn ngồi đợi thì mời đi ăn cơm để bàn chuyện. Hà Đông chạy tới báo với Chí Minh việc đó và lo rằng mấy ông sếp bên họ ai cũng có tử lượng cao. Rất nhanh Hà Đông đã có mặt tại để bảo vệ cô mà đến anh ta cũng không hiểu tại sao Chí Minh lại sốt ruột như vậy. Thấy Hà Đông mãi không báo cáo tình hình của cô khiến anh đứng ngồi không yên. Bên kia Hà Đông muốn uống giúp cô nhưng Thừa Hoan lại giật chén rồi tự mình uống. Hà Đông không ngờ cô lại giỏi như vậy. Sau khi nói chuyện vui vẻ cô vào thẳng vấn đề về giá cung ứng cho sản phẩm bên mình. Ông Vương định giảm 10% thì lúc này Gia Lượng nhắn tin tới nên ông ta giảm thêm 10% nữa. Chí Minh mãi không liên lạc được cho Hà Đông thì tìm đến tận nơi và cảnh tượng đập vào mắt là hai con rời đã say khướt. Thừa Hoan khoe thành quả đạt được rồi mời anh một ly thì Hà Đông đến đỡ thay vì Chí Minh uống rượu rất kém. Thế nhưng tính sĩ gái nổi lên anh cầm cả chén tu sạch và kết quả sau 5 giây đã nằm im bất động. Cuối cùng hai người tìm một chiếc xe kéo đưa Chí Minh ra ngoài. Sợ rằng khuôn mặt của anh ngày mai sẽ bị đưa lên mặt báo nên cô nghĩ ra cách trùm áo lại. Lúc này Hà Đông bảo cô đứng vào chụp vài tấm làm kỷ niệm. Đến nơi Hà Đông nhớ ra thẻ phòng của anh để quên ở công ty vội vàng đi lấy còn Thừa Hoan một mình kéo anh lên phòng. Đột nhiên Chí Minh nhảy ra khỏi xe khiến cô phải ôm cổ kéo lên. Đúng lúc Hà Đông quay về tưởng cô muốn xiết cổ anh thì vội vàng kiểm tra cũng may còn sống. Vào phòng Chí Minh lại giở trứng cởi hết quần áo đòi đi bơi thì Hà Đông kịp thời chạy ra giữ lại. Cậu ta lấy tiền trong ví anh chia tip nhưng cô không lấy sau đó chuồn lẹ. Sáng hôm sau Chí Minh tỉnh dậy thì Hà Đông đã phục sẵn để cho anh xem những hình ảnh và video bê bối tối qua khiến anh hận không có cái lỗ nào để chui. Tại công ty Thừa Hoan thắc mắc về chuyện cô không bàn giá dựa vào bạn trai, đối với cô đó là mối quan hệ đáng trân trọng và cô không muốn lợi dụng nó. Sau chuyện lần này cô được tặng 2 tấm vé phòng hạng sang cho buổi lễ. Thừa Hoan vui vẻ nhất định bố mẹ sẽ rất thích. Đến ngày buổi lễ diễn ra bố mẹ cô háo hức đến dự, lúc này Lị Lị báo tin vé ăn đã được bán hết nhưng hiện tại số người tham gia vẫn chưa được một nửa. Thừa Hoan định đi kiểm tra thì lúc này đèn vụt tắt, sau đó một nhóm người xuất hiện biểu diễn mà phía trên một nam nhân mặc giáp sắt đang tiến về phía cô. Mà người đó không ai khác chính là anh bạn trai Gia Lượng muốn nhân cơ hội này để xin lỗi và cầu hôn cô. Thừa Hoan bảo Gia Lượng hãy đứng lên trước nhưng anh ta nhất định phải được cô đồng ý. Lúc này sếp Chu tức giận tới hỏi Thừa Hoan chuyện gì đang xảy ra thì Gia Lượng kề kiếm vào cổ ông ta uy hiếp. Cô vội vàng kéo bạn trai ra ngoài thì lúc này mới biết phiếu giảm giá là do anh đã sai sếp Vương làm vậy. Bên trong buổi lễ đã bắt đầu cô bảo Gia Lượng về trước mình sẽ nói chuyện với anh sau. Vừa về đến nhà đã thấy anh đang ăn cơm ở đó cô tức giận gọi Gia Lượng ra ngoài. Một cậu nhỏ muốn chụp với anh vài tấm hình nhưng anh bảo cậu bé phải ra hỏi cô xem có đồng ý không mới được. Sau đó Gia Lượng lấy ra chiếc sạc dự phòng thứ đã gắn kết hai người bên cạnh nhau. Anh mong rằng nó vẫn có thể sạc đầy tình yêu của cả hai như lúc trước. Cuối cùng cô cũng động lòng và đồng ý tha thứ cho Gia Lượng. Trở về Gia Lượng báo với mẹ rằng mình đã cầu hôn thành công từ nay sẽ không xem mắt bất kỳ tiểu thư nào nữa. Thấy mẹ không nói gì Gia Lệ tức tối. Khi xưa cô ta gả đến nhà họ La không được cầu hôn xính lễ cũng chẳng được bao nhiêu, đến giờ cũng không có tiếng nói chỉ vì không muốn bố mẹ bị mất mặt. Vậy mà nhà họ Mạch đó bỗng nhiên lại được hưởng lộc từ trên trời rơi xuống khiến cô ta không can tâm. Tại công ty Thừa Hoan đến đưa báo cáo về kết quả ngày hôm qua đồng thời cũng xin lỗi Chí Minh về chuyện bất ngờ đó. Thế nhưng anh lại cho rằng cô tự tạo tình huống để tạo độ hot. Thừa Hoan định giải thích nhưng anh cũng không quan tâm vì kết quả tốt là được. Nhìn bánh mà cô đem tới anh lại nghĩ đến bà nội. Bà nói rất thích Thừa Hoan nên bây giờ bà thích gì anh sẽ thích thứ đó. Có lẽ Thừa Hoan chính là yếu tố quan trọng giúp anh lấy được dự án Hưng An Lý. Bà nội vừa nhìn hộp bánh đã biết là Thừa Hoan làm và dặn Chí Minh không được bắt nạt cô. Bên phía Thừa Hoan lúc này Gia Lượng nhắn tin đến nói rằng mẹ anh đã đặt nhà hàng để hai nhà gặp mặt. Mẹ cô vừa nghe tin đã lục tung tủ đồ để tìm quần áo vì không muốn mất mặt với bên kia. Sau đó bảo bố cô mượn tạm chỗ Chí Minh con xe đi cho lịch sự, Tiểu Tảo cũng vì thế mà từ chối cơ hội gặp một luật sư nổi tiếng có thể giúp đỡ cho công việc của mình. Hôm sau bố cô đang lái xe cho Chí Minh và sếp Trương thì mẹ cô lại gọi đến. Bà thúc giục việc mượn xe và nhắc tới chuyện năm xưa ông đã giúp Trương bồi sinh khi gặp bọn cướp. Chí Minh bảo ông hôm đó không cần đến đón mình mà cứ vui vẻ bên gia đình, thế nhưng Trương bồi sinh lại không đồng ý cho mượn xe vì chuyện nào ra chuyện đó. Khi lão Mạch bị bệnh cô ấy cũng đã trả tiền viện phí và chữa trị. Sau đó lại cho một công việc rồi giới thiệu cả việc cho con gái của ông ấy như vậy cũng coi như ăn khế trả vàng rồi. Hôm sau Thừa Hoan đưa mẹ đi mua quần áo lại vô tình gặp Chí Minh trong trung tâm thương mại. Anh hỏi cô về việc lấy chồng xong có đi làm không vì nghe nói phụ nữ nhà Tân gia đều ở nhà. Thế nhưng cô chắc chắn rằng mình sẽ vẫn đi làm vì công việc là một phần rất quan trọng đối với cô.
Sau đó anh đến tiệm đồng hồ và chọn một chiếc bằng vàng để giúp cô khoe khoang. Đã đến ngày hai bên hẹn gặp nhưng lúc này bố Gia Lượng lại bận học không thể tới. Còn bà chị gái của Gia Lượng lại thể hiện ra vẻ có tiền gọi món riêng còn để nhà cô tự gọi khiến không khí có phần lúng túng. Trong lúc hai bên nói chuyện, Gia Lệ lại phê bình bố cô rằng uống rượu một hơi là hết như ông không được lịch sự. Sau đó cô ta vẫn không dừng lại mà liên tục công kích mỉa mai gia đình đối phương và phô trương gia thế nhà mình. Khi bàn về chuyện cưới, xin mẹ cô muốn tổ chức đông vui cùng hàng xóm láng giềng và mời cả nhóm bạn dân vũ của mình tới thì Gia Lệ chê bai vì nhà họ toàn quen biết những người có máu mặt. Nếu mời đổ xô như vậy sợ rằng bên nhà gái sẽ không được tự nhiên. Lúc này mẹ cô đã quá nhịn đủ tức giận bảo Gia Lệ hãy nhìn cách cư xử của con gái mình mà học tập. Cô ta mới tí tuổi đầu đã mất lịch sự còn chê nghèo ham giàu. Gia Lệ định cãi lại thì Gia Lượng tới ngăn cản và cho rằng chị gái mình đang bầu nên đầu óc hơi bất thường. Thế nhưng nghe về đám cưới, mẹ cô nói cậu ta cũng cảm thấy nó hơi giống một cái chợ trời. Điều này đã khiến Thừa Hoan tức giận. Lúc đầu yêu Gia Lượng, cô không biết gì về gia thế nhà anh. Nếu không phải anh năn nỉ cầu xin thì cũng không có buổi gặp mặt này. Hơn nữa là nhà họ mời gia đình cô đến thế nhưng khi gặp mặt lại không ngừng nói những lời nhục mạ người khác. Nếu chuyện đã đến đây thì hôn sự này cũng không cần phải tổ chức. Gia Lệ vẫn tiếp tục nói mấy lời sóc mỉa khiến gia đình cô không thể ngồi thêm một giây phút nào nữa. Gia Lượng đuổi theo xin lỗi cô về chuyện hôm nay nhưng lúc này Thừa Hoan không thể chấp nhận thêm được nữa. Một nhân viên đi tới đưa cô một món quà của Diêu Chí Minh khiến Gia Lượng ghen tức nhưng cô không thèm giải thích mà đi luôn. Thừa Hoan gọi cho Chí Minh thì anh nói rằng do Trương Bồi Sinh tặng, sau đó không quên nhắc nhở sẽ chẳng ai quan tâm đến khí phách của cô mà chỉ nhìn vào thực lực. Nếu vừa muốn gả vào nhà giàu vừa muốn ra vẻ thì sau này cô tha hồ mà chịu đựng. Mặc dù tức phụt khói đầu thế nhưng khi nghe Thừa Hoan nói rằng không cưới nữa thì mẹ cô lại quay sang hòa giải vì không muốn bỏ lỡ một gia đình giàu có. Cô kiên quyết không cưới vì đám cưới rình rang không có nghĩa là sẽ được sống hạnh phúc. Sau đó Thừa Hoan đến chỗ Mao Mao kể lại mọi chuyện. Lúc này Gia Lượng lại liên tục nhắn tin tới xin lỗi nhưng thái độ của anh ta hôm nay đã khiến cô thất vọng. Lúc đó chỉ cần anh ta đứng ra nói một câu thì có lẽ hai bên sẽ không cãi nhau to đến vậy. Mao Mao đưa cô đến quán bar xả stress sau đó gọi Thừa Tảo đến đón về. Cậu ấy báo với Mao Mao rằng mình vừa nhận được lời chấp nhận từ một công ty luật Phương Nguyên có tiếng. Mao Mao vui mừng bảo cậu hãy báo cho bố mẹ, nhưng Thừa Tảo sợ bọn họ đang buồn chuyện cưới xin nên lại thôi, chỉ cần có chị Mao Mao ủng hộ là được rồi. Thừa Hoan uống say liền chạy lên sân khấu giật mic thông báo với mọi người mình đã đính hôn không thành công. Thừa Tảo thấy vậy thì lên lôi bà chị về. Thừa Hoan dặn em trai sau này thích cô gái nào phải nắm bắt ngay lập tức, chỉ cần là người em trai yêu dù cô gái đó có thế nào cô cũng sẽ ủng hộ. Sáng hôm sau Thừa Hoan xin lỗi mẹ vì hôm qua đã to tiếng với bà. Cô đem đôi khuyên tai mình mới mua tặng mẹ và chiếc bánh mới làm. Lúc này mẹ cô nghĩ ra một cách để không bị mất mặt là đến nhờ bà của bọn trẻ giúp đỡ. Thế nhưng bố cô nhất định không đồng ý vì bà ấy không phải mẹ ruột của mình. Mẹ cô một mình tìm đến nhưng lúc này bà đã đến Hưng An Lý uống trà chiều. Tại Hưng An Lý, Chí Minh muốn thay đổi phong cách nơi đây nhưng bà nội đã gắn bó với nơi này nên không muốn thay đổi. Chí Minh muốn làm thẻ cho bà khám bệnh thì lúc này mẹ cô ở ngoài nghe được. Tưởng rằng anh là nhân viên lừa đảo đến lừa bà cụ liền lao đến đánh úp. Thừa Hoan nghe tin liền tức tốc chạy đến thì biết được mẹ mình đã đánh cháu trai ruột của bà mà người đó không ai khác lại chính là sếp của cô. Mẹ cô khoe với bà rằng Thừa Hoan sắp kết hôn nhưng than vãn hai nhà không môn đăng hộ đối và muốn xin khéo ít của hồi môn. Thừa Hoan tức giận vì mãi mà mẹ vẫn không chịu hiểu, điều quan trọng không phải của hồi môn mà là thái độ của bọn họ. Bà thấy vậy thì bảo cô ra ngoài đi dạo với mình. Thừa Hoan cảm thấy Gia Lượng là một người tốt. Cô nghĩ rằng chỉ cần cùng nhau cố gắng thì vợ chồng sẽ hạnh phúc, nhưng sau khi hai bên gặp mặt cô mới biết mình thật trẻ con vì kết hôn còn là sự dung hòa của hai gia đình. Bà hỏi cô có cần mình giúp đỡ nhưng Thừa Hoan từ chối. Hồi bé cô bị bệnh chính bà đã bỏ tiền ra chữa trị rồi chăm sóc. Bây giờ cô đã lớn nên muốn tự dựa vào bản thân mình, bà lấy ra chiếc vòng mà mẹ để lại năm xưa tặng cho Thừa Hoan. Bên kia mẹ cô nói chuyện với Chí Minh thì anh nói rằng mình tới để lừa bảo hiểm bà cụ. Ấy vậy mà mẹ cô cũng tin là thật rồi mắng nhiếc. Nói rằng bà ấy chỉ có vài đồng lương hưu nên đừng có khốn nạn như vậy. Tại công ty sếp Chu có việc bận nên nhờ Thừa Hoan đem hồ sơ đến cho Chí Minh. Vừa xuống lầu dưới lại thấy một khách hàng từ nước ngoài về đã đặt phòng nhưng bây giờ lại không có phòng khiến cô ấy tức giận. Thừa Hoan đi đến lựa lời giải vây cho nhân viên tiếp tân. Nhưng lúc này có hội nghị sắp diễn ra nên bên họ không còn phòng trống. Vừa hay thấy Chí Minh ở gần đó nên cô tới xin mượn phòng tổng thống của anh, còn Chí Minh cũng vui vẻ đồng ý. Để cảm ơn Thừa Hoan mời anh đi uống cà phê cùng mình. Nhân tiện anh cũng muốn hỏi dò cô về mối quan hệ với bà nội. Anh cảm thấy hai người không có máu mủ gì nhưng cô vẫn thường xuyên tới đó thì bị Thừa Hoan phản bác. Nếu máu mủ quan trọng như vậy sao thời gian qua nhà anh không có ai đến thăm bà? Chí Minh tiết lộ vì năm đó sau khi lấy nhau ông nội có người phụ nữ khác. Bà nội không chấp nhận được chuyện đó đã quả quyết ly hôn, còn ông nội và bố anh thì sang nước ngoài làm việc. Cô không ngờ bà lại trải qua nhiều chuyện như vậy, đồng ý có thời gian rảnh sẽ cùng anh đến thăm bà nội. Ở một diễn biến khác, mẹ của Thừa Hoan bắt bố cô đem đồ đến thăm dò bố của Gia Lượng.
Sau khi gặp mặt lại biết được ông ấy định tới công ty của Diêu Chí Minh, mà ông là tài xế của anh nên đưa họ tới luôn. Trên xe, bố Gia Lượng biết được nhà cô và Diêu Chí Minh có chút quan hệ họ hàng, trở về ông ta liền nói với vợ và muốn giữ mối quan hệ đó để thuận tiện làm ăn. Bên phía Thừa Tảo, cậu đến công ty mới thực tập nhưng khi nhìn hồ sơ, bọn họ đều chê cười vì trường đó không có tiếng tăm gì. Dù điểm số khá cao nhưng điều bọn họ muốn thấy là sự nỗ lực. Lúc này mẹ của Gia Lượng tìm đến mẹ cô để làm lành rồi dò hỏi về Diêu Chí Minh. Bọn họ muốn nhờ gia đình cô giúp đỡ trong việc đấu thầu sắp tới với công ty của anh. Sau đó bà ta mời Thừa Tảo đến công ty luật Thừa Nguyên bên mình làm việc. Trùng hợp Thừa Tảo cũng đang thực tập ở đó nên bà ấy muốn để cậu lên chính thức. Mẹ cô nghe vậy thì lập tức đồng ý. Về việc của Diêu Chí Minh, bà hứa sẽ sắp xếp. Hôm sau mẹ cô đến tận công ty tìm anh. Sau khi nghe đầu đuôi, Chí Minh thắc mắc liệu Thừa Hoan có biết vì anh hiểu tính cô không phải như vậy. Lúc này Thừa Hoan quay về nghe tin mẹ mình đến thì vội vàng chạy tới kéo bà ra ngoài. Hà Đông cảm thấy con cá mà anh nhắm đến đã cắn câu rồi. Chí Minh sai cậu ta đến tìm Chu Chính Thăng, chức Thừa Hoan lên làm trợ lý riêng của mình, trực tiếp báo cáo vụ đấu thầu sắp tới. Thừa Tảo biết tin cũng không hài lòng với cách làm của mẹ khi đem hôn nhân của chị gái mình ra giao dịch như vậy. Ở công ty mới, mọi người luôn bàn tán về bằng cấp của cậu nên Thừa Tảo muốn tự mình vươn lên để khẳng định bản thân. Thế nhưng việc mẹ vừa làm khiến cậu rất khó chịu và nhụt chí. Năm xưa Thừa Hoan cũng vậy. Vì mẹ nhờ cô Trương Bồi Sinh giúp đỡ đưa vào công ty nên bản thân cô dù có cố gắng bao nhiêu thì khi phạm một lỗi nhỏ cũng sẽ bị nói là đi bằng cửa sau. Thế nhưng sau đó Thừa Hoan vẫn trấn an em trai cứ yên tâm làm việc và nỗ lực hết sức mình, còn chuyện nhà họ Tân cô sẽ giải quyết ổn thỏa. Hôm sau Thừa Tảo đi làm, ai nấy đều thân thiện vui vẻ, ngay cả sếp Lưu cũng ân cần sai người pha trà rót nước nhưng cậu lại chẳng thấy vui. Bên kia Thừa Hoan vừa đến, mọi người đã bắn pháo chúc mừng cô thăng chức khiến cô không hiểu chuyện gì. Chí Minh gọi cô đến giao thư mời của buổi đấu giá. Lúc này Thừa Hoan hỏi về chuyện mình được thăng chức có phải để hai công ty có ràng buộc với nhau, thế nhưng xét trên góc độ bọn họ là bên A nên anh không nhất thiết phải làm vậy. Cuối cùng Thừa Hoan cũng yên tâm làm việc và hứa sẽ công tư phân minh. Thừa Hoan đem tài liệu đến bên Đức San thì vô tình gặp Gia Lượng. Cậu ta không biết gì về chuyện mẹ mình đến gặp mẹ cô, chỉ thấy việc nâng đỡ Thừa Tảo là chuyện tốt. Lúc này lại có cuộc gọi từ công ty đã đến giờ họp nên cậu ấy đi trước. Chu Bảo Kiều thấy Thừa Hoan thì gọi lại vì cả hai là bạn học cũ mà hiện giờ cô ấy còn là trợ lý của sếp Tân. Chu Bảo Kiều nói đến chuyện Diêu Chí Minh có thể mượn chuyện đấu thầu lần này để chấm dứt hợp tác với Đức San. Cũng vì thế mà thời gian gần đây sếp Tân đã rất lo lắng, nếu lần đấu thầu này không thành công nhà họ Tân sẽ phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Cô ấy cảm thấy bây giờ Thừa Hoan đã sắp về làm dâu nhà họ Tân thì hãy giúp đỡ họ chuyện này. Mặc dù Thừa Hoan chưa từng nghe Diêu Chí Minh nói đến chuyện đó nhưng đối với cô, việc bảo mật của công ty không thể tiết lộ. Cô cũng sẽ không lạm dụng chức quyền vì lựa chọn của sếp, bản thân không có quyền can thiệp. Chu Bảo Kiều nhờ cô không được liền tới tìm Ngô Ưu giúp đỡ, cùng với đó là phần thưởng hậu hĩnh khi xong việc. Gia Lượng tìm đến tận công ty và muốn dẫn cô đến một nơi, chính là căn nhà bố mới mua cho cả hai sau khi kết hôn. Chỉ cần cô đồng ý sẽ ngay lập tức sang tên, nhưng Thừa Hoan hiểu ông ấy làm vậy vì muốn cô giúp đỡ chuyện đấu thầu nên ngay lập tức từ chối. Thừa Tảo trong lúc làm việc lại phát hiện tờ giấy thỏa thuận trước hôn nhân của cô và Gia Lượng liền báo cho chị gái. Thừa Hoan nghe xong thì rất tức giận, cho rằng nhà họ Tân muốn gài mình, vừa muốn cô giúp đỡ vừa muốn đề phòng cô. Gia Lượng không hề hay biết về chuyện này nhưng cô không muốn nghe gì hết. Cô sẽ không lấy căn nhà này, cũng sẽ không tham gia chuyện đấu thầu, càng không ký vào thỏa thuận trước hôn nhân. Gia Lượng quay về thì biết chính mẹ và chị gái đã làm ra chuyện này thì tức giận. Ông Tân khi nghe chuyện thì không hiểu mẹ con bà ta đang nghĩ gì khi vừa nhờ Thừa Hoan kết nối nay lại làm bản hợp đồng đó, khác gì và vào mặt Diêu Chí Minh. Hôm sau ông ấy đến tìm Diêu Chí Minh để bàn chuyện. Xong việc, anh bảo cô tiễn ông Tân về thì lúc này ông ấy xin lỗi về chuyện thỏa thuận vì đó là do Gia Lệ bày ra. Sau đó ông ta mời cô hôm nào rảnh thì đến nhà mình chơi. Lúc này Thừa Hoan nói về việc đấu thầu, cô cũng rất mong Đức San sẽ trúng nhưng chuyện đó phải dựa vào thực lực của bọn họ chứ cô không thể giúp đỡ. Hà Đông nghe được chuyện này thì cảm thấy kế hoạch Chí Minh sẽ làm trong buổi đấu thầu chẳng khác nào đặt cô lên vỉ nướng. Xét về quan hệ, cô ấy chẳng khác nào một đứa em gái của anh. Trong công việc lại luôn làm tốt hơn nữa, rất ngay thẳng và phân minh. Đã đến ngày đấu thầu, Hà Đông phát một tập tài liệu cho mỗi người khiến ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Chí Minh muốn kiếm cớ để Thừa Hoan đi khỏi đây nhưng việc gì cô ấy cũng đã làm rồi nên anh cũng bất lực. Nhìn thái độ của mọi người, Chu Bảo Kiều cảm thấy có gì đó không đúng nhưng sếp Tân vẫn chắc chắn phần thắng của bọn họ 9 phần 10 rồi. Đến giờ thông báo kết quả trúng thầu, ông ta định đứng lên nhưng ngay sau đó lại nghe tên công ty Thiên Hợp. Sếp Tân không chấp nhận được kết quả đó vì giá bên mình đưa ra cũng nằm trong phạm vi trúng thầu. Lúc này Trương Bồi Sinh đưa cho ông ta bảng chi tiết tiền hoa hồng, gia định nhận ra bảng giảm giá này mình đưa cho Hoan Hoan nhưng cô không hay biết gì cả. Trước mặt mọi người ông ta gán tội cho cô lợi dụng quan hệ với con trai mình giảm giá sản phẩm. Nhưng Chí Minh không quan tâm đến chuyện đó vì khi ấy Thừa Hoan vẫn đang làm ở phòng kinh doanh. Lúc này Chu Bảo Kiều lại tố cáo trong công ty Việt Đạt của Chí Minh có người cố tình để lộ giá thầu. Tan họp, Thừa Hoan đến giải thích với Gia Lượng mình không biết gì nhưng cậu ấy bỏ đi.
Sau đó cô đến tìm Diêu Chí Minh và nhận ra từ đầu đến cuối anh ta đã lợi dụng mình để loại bỏ nhà họ Tân và Danis. Cô đã tưởng anh thực sự coi trọng mình và vẫn luôn biết ơn. Hai người đã cùng nhau chăm sóc bà nội nên cũng được coi là thân thuộc. Bây giờ thì cô đã hiểu ra trốn công sở thì không có bạn bè càng không có người thân. Thừa Hoan không muốn mang tiếng nhơ đến trụ sở chính mà rời đi. Những lời nói ấy đã khiến Thừa Hoan phải khóc lóc trong nhà vệ sinh. Chí Minh lúc này cũng yêu cầu bảo vệ chính xuất camera của văn phòng hành chính của tháng này. Nhớ đến lời của Thừa Hoan, Chí Minh cũng trở về tìm bà của mình. Bà của Chí Minh đã dễ dàng nhận ra hai người đang xảy ra mâu thuẫn. Bà khuyên anh đừng nên nhìn người khác một cách bi quan. Nếu như Chí Minh dám tệ bạc với Thừa Hoan thì sau này anh cứ từ từ mà chịu khổ. Sau đó Chí Minh đã yêu cầu Thừa Đông tìm một vị trí tốt cho Thừa Hoan tại công ty. Chuyển cảnh, Chí Minh chúc mừng Trương Bồi Sinh về chuyện đã tố cáo Danis về tội tham nhũng. Thừa Hoan cũng chính là người bị hại trong sự cố tiết lộ bản đấu thầu. Với Chí Minh, cô ấy chính là nhân tố quan trọng nhất để có thể giành được dự án Hưng Gia Lý giúp anh thăng chức trở về trụ sở chính. Ở một diễn biến khác, Mao Mao và Thừa Hoan đang nói xấu về Gia Lượng và Chí Minh thì Tiểu Tảo cũng bước đến. Thấy Thừa Hoan bênh vực Chí Minh thì Tiểu Bảo cho rằng cô không thể chịu tội thay người khác. Nhưng Thừa Hoan không cam tâm rời khỏi công ty mà phải mang tiếng xấu về mình. Đúng lúc này thì Thừa Hoan nhận được cuộc điện thoại nói rằng máy tính ở văn phòng của cô đã có người đem đi kiểm tra và camera cũng đã bị niêm phong. Thừa Tảo thấy vậy thì nói cô hãy điều tra từ người khác. Thừa Hoan ngay lập tức đã tìm đến Chu Bảo Kiều để hỏi tại sao cô ta lại làm vậy, nhưng cô ta cho biết việc này không thể nói. Thừa Hoan cảm thấy Bảo Kiều đã khác với thời đại học khiến cho cô cảm thấy ghê tởm. Nếu như cô mà bắt tay với Bảo Kiều trong việc lần này thì đúng là sai lầm của cuộc đời khiến cô tức giận mà rời đi. Cùng thời điểm đó, Lý Hà cũng đã điều tra ra có người đã sử dụng máy tính của Thừa Hoan để gửi email đi nhưng không nhận ra người đó là ai. Khi có được bằng chứng, Thừa Hoan đã đến tìm Ngô Ưu để buộc tội cô ta rồi gài bẫy khiến cô ta thừa nhận và tất cả cũng đã được ghi âm lại. Trước mặt Chí Minh, Ngô Ưu xin lỗi Thừa Hoan nhưng cô không muốn tha cho cô ta sau nhiều lần muốn hại mình. Thấy Thừa Hoan muốn báo cảnh sát thì Ngô Ưu khóc lóc kể nghèo kể khổ. Thừa Hoan cho biết hoàn cảnh gia đình cô cũng không khá hơn là mấy nên muốn kiếm tiền nuôi gia đình thì cũng đừng chà đạp lên người khác. Chí Minh thấy vậy thì cũng sa thải Ngô Ưu mà để bên cảnh sát xử lý cô ta. Sau đó thì Thừa Hoan cũng được chuyển đến ban quản lý của căn hộ khách sạn. Sếp Tân lúc này cũng nhận được tin gián điệp ở Việt Đạt đã bị bắt đi. Nếu như chuyện Đức San hối lộ Việt Đạt mà bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc kêu gọi vốn đầu tư. Ngay lập tức ông đã cho gọi Bảo Kiều đến mà đuổi việc cô ta vì hành vi hối lộ đã bị phát hiện. Chuyển cảnh, Thừa Hoan sau khi đến khách sạn thì Trương Việt Hân đã dẫn cô đi tham quan nơi này và nơi làm việc của cô. Hân Việt cũng nhắc nhở cô về vị khách ở phòng 513 vô cùng khó tính, hơn nữa cô ấy cũng đã nợ tiền dịch vụ một năm rồi chưa đóng. Thừa Hoan khi tìm đến cô ấy để chào hỏi thì người đó tưởng rằng cô đến để đòi phí dịch vụ mà muốn khiếu nại rồi mắng vào mặt Thừa Hoan. Điều này khiến Thừa Hoan chỉ có thể nhẫn nhịn mà nói rằng sẽ phục vụ mọi người một cách tốt nhất. Cô ta nghe vậy thì tưởng cô là nhân viên mà yêu cầu cô phải đi mua trà sữa khiến Thừa Hoan ngơ người. Tiếp đó cô ta sai vặt Thừa Hoan giống như là ô xin hết dắt cho đi dạo rồi đến lấy đồ giúp cô ta. Chí Minh ở một bên thấy vậy thì cho cô biết mình vừa chuyển đến mà yêu cầu cô tới giúp. Bị anh liên tục làm khó, Thừa Hoan cảm thấy cuộc đời cô thật xui xẻo. Trước khi rời đi, Chí Minh cũng nhắc nhở cô hãy giải quyết những vấn đề cần thiết của khách hàng chứ không phải việc gì cũng làm. Trở về văn phòng, Thừa Hoan đã điều tra thông tin về Trần An Ý, biết được cô ấy trước đó đã đăng quảng cáo lên trang nhóm chủ căn hộ đã bị quản lý chặn. Điều này đã khiến cô ta tức giận mà trút giận lên đầu cô. Chuyển cảnh, giáo sư Lưu đã cố tình để Thừa Đảo đến xưởng ở ngoại ô kiểm tra khiến anh vào họp muộn. Điều này đã khiến sếp La tức giận không muốn anh ta hủy hoại đi những tài năng trẻ. Bị bẽ mặt trước mọi người, giao sư Lưu đã không vui mà cảnh cáo Thừa Tảo. Tại khách sạn, Thừa Hoan cũng tìm Trần An Ý để gửi tới thiệp mời tiệc rượu của khách sạn. Thấy Thừa Hoan phục vụ hết sức mình để đảm bảo chất lượng dịch vụ khiến An Ý vui mừng mà đóng tiền phí dịch vụ. Tối đó, Tiểu Tảo nói Thừa Hoan hãy nói cho bố mẹ biết về chuyện giữa cô và Gia Lượng. Tiểu Tảo khuyên cô hãy chia tay anh ta vì đó là một người đàn ông tồi, hơn nữa anh cũng đã nghỉ việc ở đó. Bố mẹ của Thừa Hoan lúc này đang đi siêu thị thì cũng nhận ra mối quan hệ giữa Thừa Hoan và Gia Lượng có gì không đúng. Mẹ của cô vẫn luôn lo lắng vì giờ cô đã gần 30 mà chẳng thấy ai thèm hốt. Sáng hôm sau, mẹ của Thừa Hoan đã đem đồ ăn mà mình tự nấu đến cho gia đình của Gia Lượng nhưng mẹ của anh không thèm để tâm. Bà cũng nói thẳng rằng hai người họ đang cãi nhau và việc làm của Thừa Hoan là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mẹ của Hoan Hoan tin chắc rằng con gái mình không làm điều này mà đám người họ đã đổ oan cho cô. Gia Lệ trước đó còn bắt Thừa Hoan ký thỏa thuận trước hôn nhân khiến mẹ của cô tức giận thì cô cũng bước vào muốn đưa mẹ của mình về. Nhưng khi nghe cô ta nói nhà mình vô giáo dục thì giọt nước đã tràn ly. Thừa Hoan tức tối mà nói hết ra những lời trong lòng mình và chuyện tiết lộ hồ sơ đấu thầu cũng không phải do mình làm. Thừa Hoan cũng tuyên bố cô và Gia Lượng đã ly biệt, cuộc tình sẽ chẳng còn quan hệ gì hết. Thấy Thừa Hoan tức giận rời đi, Gia Lượng đã đội mưa đuổi theo cô nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm. Anh muốn cả hai quay lại với trước đây nhưng Thừa Hoan nói rằng đó là điều không thể.
Hai người họ quá khác biệt về danh phận, hơn nữa những lúc cô đối mặt với sự chỉ trích thì lại không thấy anh đâu. Thừa Hoan thực sự không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, nhưng Gia Lượng mong cô có thể hiểu cho mình. Trong lúc anh đang giải thích thì xe của Chí Minh cũng đến. Với Thừa Hoan tiền bạc phân minh ái tình, dứt khoát cô không muốn tiếp tục mà để lại cho Gia Lượng chiếc ô rồi rời đi. Hai người đã chia tay nhau sau nhiều năm gắn bó, có vẻ như ông trời cũng khóc thay cho cuộc tình này. Điều này đã chứng minh cho câu nói ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Chí Minh thấy vậy thì cũng nhường để bố của Thừa Hoan chở hai mẹ con về nhà. Tối đó Thừa Hoan buồn bã ngồi trong phòng tắm. Mẹ của cô không thấy động tĩnh gì, tưởng cô đã tự tử liền muốn xông vào. Tiểu Tảo cũng nói cho Thừa Hoan biết cô chia tay Gia Lượng là sự lựa chọn đúng đắn, nhưng cô không muốn vì chuyện này mà Tiểu Tảo nghỉ việc ở đó. Sáng hôm sau Thừa Hoan đến khách sạn với tâm trạng thất thần khiến cô không chú ý mà bị ngã. Mau Mau sau khi đến tìm thì biết được hai người đã Campuchia thì Thừa Hoan đã ôm lấy cô mà khóc. Mau Mau nói rằng Thừa Hoan ly biệt cuộc tình là sự lựa chọn đúng đắn nên không cần phải buồn. Mẹ của Thừa Hoan thấy tâm trạng của cô không khá khẩm lên tí nào thì muốn đến nhà của Gia Lượng làm lành, nhưng đã bị bố của cô ngăn cản. Ông tin rằng Thừa Hoa đã có lựa chọn cho riêng mình. Sáng hôm sau ông cũng tìm đến mẹ của mình nói cho bà biết về chuyện của Thừa Hoan và Gia Lượng. Thấy con gái hay nghe lời bà thì ông muốn bà giảng giải cho Thừa Hoan. Sau đó bà đã gọi Thừa Hoan tới để nói chuyện với cô. Không nhắc thì không sao mà nhắc tới cô lại ôm lấy bà mà khóc. Cô cho rằng việc chia tay với Gia Lượng là sự lựa chọn đúng đắn mà không hề hối hận. Bà thấy vậy thì cũng trêu chọc Thừa Hoan nói rằng nếu bà gặp một người như Gia Lượng thì cũng mời anh xôi xéo. Bà an ủi Thừa Hoan nói cô có chuyện gì thì đều có thể đến tìm bà để tâm sự. Sau đó bà vỗ về Thừa Hoan giống như một đứa trẻ thời ấu thơ. Ở một diễn biến khác, cuộc tình chú cháu giữa Chu Bảo Kiều và sếp Tân đang mập mờ trên ô tô. Nhưng hiện tại ông đang rất bận nên chưa thể đến thăm cô. Tối đó Thừa Hoan đã xóa đi tất cả những hình ảnh liên quan đến Gia Lượng cùng với nụ cười biệt ly. Cùng thời điểm đó Chí Minh cũng nói cho bà nội biết mình đã có dự định lâu dài với Thừa Hoan nếu như bà để lại Hưng an ý cho anh. Hiện nay tâm trạng của Thừa Hoan cũng không tốt nên Chí Minh muốn đưa bà và cô cùng đi du lịch. Thấy anh là một người cũng có chi tiến thủ nên bà sẽ xem xét về vấn đề này. Ở nhà mẹ của Thừa Hoan muốn rủ cô cuối tuần đi chơi thì bà cũng gọi đến rủ cô đi cùng mình. Nhưng đến ngày đi thấy người đến đón là Chí Minh đã khiến cho Thừa Hoan vô cùng bất ngờ. Nhưng vừa lên xe thì đôi nam nữ đã đấu võ mồm như cho với mèo khiến bà không thể nhịn được cười. Chí Minh còn liên tục nhắc tới Gia Lượng khiến cô tức giận nhưng anh vẫn còn nhây mà trêu chọc cô. Sau khi đến nơi bà nội không thích phong cách ở đây cho lắm. Chí Minh tin rằng mình luôn có niềm tin biến Hưng An Lý thành khách sạn đẳng cấp và sang trọng hơn. Điều này khiến bà thấy Chí Minh rất giống ông nội muốn biến mọi thứ trở lên thật hoàn hảo. Thừa Hoan cũng đã ngay lập tức chê bai dịch vụ mặt đất ở khách sạn này. Các nhân viên làm việc không được đảm bảo và những món điểm tâm đều là đồ nhập rẻ tiền. Điều này khiến cho quản lý ở đây ngượng ngùng nói rằng sẽ dần cải thiện nhưng Chí Minh lại muốn thay thế toàn bộ nhân viên. Thừa Hoan thấy anh muốn đuổi hết những nhân viên là điều vô lý nên cả hai lại chí chóe. Sau đó cả ba người họ đã cùng nhau đi vào rừng. Thấy Chí Minh liên tục muốn bắt sóng khiến hai bà cháu thấy anh thật ngu ngốc. Thừa Hoan cảm thấy Chí Minh là người lòng dạ đen tối không hề tốt. Nhưng bà cho biết anh không phải là người xấu, có thể do từ nhỏ không ai đối xử tốt với anh nên mới có tính cách như hiện tại. Chuyển cảnh Chí Minh bất ngờ ngất đi, Thừa Hoan thấy vậy thì lo lắng kêu người giúp đỡ. Sau khi tỉnh dậy Thừa Hoan thấy Chí Minh có cuộc họp vào chiều mai thì đã tắt điện thoại của anh nói anh chú ý đến sức khỏe. Hiện tại Chí Minh đã bị sỏi thận nên Thừa Hoan đã nhắc nhở anh phải liên tục uống nước vì bác sĩ đã cảnh báo anh. Ngoài ra chuyện nhân viên khách sạn khi nãy đều là những người địa phương xung quanh nên Thừa Hoan muốn anh cho họ thời gian để cải thiện. Khi nãy nếu như không nhờ bọn họ thì có lẽ anh đã mất mạng. Thừa Hoan cho biết trong lúc Chí Minh ngất đi người nhà đã gọi rất nhiều cho anh. Nhưng Chí Minh cho biết anh không hề có người nhà và bà nội chính là người thân duy nhất của anh. Bây giờ thì Thừa Hoan mới thiết ra cảnh của anh thật sự rất đáng thương. Trước khi trở về thì Chí Minh cũng đã xin lỗi Thừa Hoan về chuyện đấu thầu. Trở về khách sạn Thừa Hoan biết được Bảo Kiều đã chuyển tới nơi này. Bất ngờ cô nhìn thấy hình ảnh thân mật giữa sếp Tân và Chu Bảo Kiều khiến cô ngượng ngùng. Dưới hầm xe Chí Minh cũng nghe được cuộc trò chuyện của cặp tình nhân chú cháu biết được Bảo Kiều đang muốn sếp Tân ly hôn với vợ của mình. Sau đó Bảo Kiều cũng gọi Thừa Hoan đến nhưng cô đã biết được cô ta cố tình cho mình thấy cảnh khi nãy. Thừa Hoan cảm thấy việc đi đường tắt như cô ta chắc chắn sẽ không nhận được lợi lộc gì. Bảo Kiều hy vọng Thừa Hoan sẽ không nói chuyện khi nãy cho ai biết nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm đến chuyện này. Nhưng vừa ra ngoài Thừa Hoan đã nhận được tấm thẻ ATM của sếp Tân coi như là phí bịt miệng. Sợ bị cô nói với Gia Lượng nên trở về nhà ông đã yêu cầu Gia Lượng chặn hết mọi liên lạc giữa anh và Thừa Hoan. Tối đó Chí Minh cũng tìm đến Thừa Hoan để nhắc về chuyện giữa sếp Tân và Bảo Kiều. Thừa Hoan chẳng muốn để ý đến việc chim chuột của hai người họ mà chỉ muốn quan tâm đến công việc. Thấy Chí Minh muốn đáp ứng nguyện vọng của bà nội là chăm sóc tốt cho mình, Thừa Hoan liền muốn anh ký lại hợp đồng với mình. Ngay sau đó cô cũng nhận được điện thoại thông báo nhà mình đã bị nổ ống nước. Sau khi trở về thấy nhà bị ngập trong nước, Thừa Hoan và Mao Mao nói rằng gia đình họ phải tới ở khách sạn cho đến khi thợ sửa xong.
Nhưng khi ở khách sạn, mẹ cô lại sợ tốn tiền vì chi phí đắt đỏ nên muốn về nhà. Nhưng Thừa Hoan cho rằng đó là điều không thể vì nhà của họ đã bị xuống cấp cần phải tu sửa lại. Điều này đã khiến cho bố mẹ của Thừa Hoan lại tiếp tục chí chóe trong việc tiêu tiền. Trở về nhà dọn dẹp, Tiểu Tảo tìm thấy đống đồ chơi năm xưa nhưng anh lại chẳng có chút ấn tượng gì về nó. Thừa Hoan cho biết đây là những món đồ mà mẹ mua cho anh vào mỗi dịp Tết. Nhưng thời điểm đó anh thường xuyên ở với bà chứ không hề ở nhà nên mẹ đã cất gọn vào trong tủ. Mẹ của họ tuy rằng có chút độc miệng nhưng lại vô cùng yêu thương và thường bày tỏ tình cảm bằng hành động. Bây giờ thì Tiểu Tảo mới thực sự hiểu về mẹ, khiến anh có chút rưng rưng. Sáng hôm sau, thợ sửa chữa cho biết nếu muốn tu sửa lại căn nhà sẽ mất khoảng 1 đến 2 tháng. Nghe vậy, Thừa Hoan muốn gia đình họ tạm thời ra thuê một căn nhà khác nhưng bố mẹ cô đã phản đối với điều này vì như vậy là quá lãng phí. Vừa đến công ty, Chí Minh đã nói Thừa Hoan hãy đưa gia đình đến khách sạn anh sẽ đại hạ giá cho. Nhưng đến khi nào không gồng gánh được nữa thì cô sẽ nhờ đến anh. Sau đó, Chí Minh đã yêu cầu Hà Đông đưa đội xây dựng sang tu sửa nhà cho Thừa Hoan. Nhưng việc này phải để Tuyết Lị đi và đưa ra mức giá thấp nhất thì Thừa Hoan mới chấp nhận điều này. Cùng thời điểm đó, Thừa Tảo bị tên Lưu Dự Toàn trách mắng vì chuyện không nộp bản báo cáo về khách hàng cho ông ta. Ngoài ra, ông ta còn chỉ trích anh tối qua đã trốn về khi cả công ty đang tăng ca. Thừa Tảo nói rằng mình đã xin phép và nhận được sự đồng ý nhưng ông ta lại đổi trắng thay đen nói mình chưa nghe thấy. Anh tức giận vào gặp luật sư La muốn xin đổi nhóm nhưng anh ta lại đứng về phía Lưu Dự Đoàn. Thừa Tảo muốn đòi tiền lương nhưng anh ta lại chỉ trích anh, nói anh làm vậy còn dám đòi nhận lương. Điều này đã khiến Thừa Tảo tức giận mà mắng thẳng vào mặt anh ta, nói họ không xứng đáng làm luật sư rồi từ chức. Theo lời của Chí Minh thì Tuyết Lị cũng đến gửi cho Thừa Hoan thông tin của nhóm xây dựng cùng với mức giá hợp lý để cô có thể cân nhắc. Ngay sau đó thì Chí Minh cũng nhận được tin Thừa Hoan đã đồng ý với yêu cầu sau khi Tuyết Lị tìm đến. Sau đó anh cũng sang nhờ Trần An Ý muốn cô tặng danh hiệu cho Thừa Hoan để khiến cô vui hơn. Ở một diễn biến khác, Bảo Kiều thông báo cho Tân Chí San rằng mình đã thay muốn ông ly hôn với vợ của mình. Ngay lập tức ông đã đến tìm Bảo Kiều nói rằng mình có thể đáp ứng bất kỳ điều gì cô muốn nhưng chuyện ly hôn thì không. Bảo Kiều nghe vậy thì muốn làm loạn ở nơi đông người mà đẩy Chí San khiến ông bất ngờ ngất đi. Bên này, Thừa Hoan đã nhận được danh hiệu to như tổ bố được mọi người ở tầng 5 trao tặng khiến cô vô cùng vui mừng. Thừa Hoan vừa mới cảm ơn Chí Minh vì sự trợ giúp của anh thì đã ngay lập tức nhận được điện thoại cầu cứu của Bảo Kiều. Cô ta nói dối rằng mình muốn chia tay với Tân Chí An nhưng ông không đồng ý mà bị nhồi máu não phải hiện đang cấp cứu. Bảo Kiều không có đủ tiền viện phí nên chỉ có thể nhờ Thừa Hoan giúp đỡ nhưng cô đã từ chối, nói cô ta hãy liên lạc với người nhà của ông. Chí Minh thấy vậy cũng nhắc nhở cô đừng dính vào chuyện này. Nhưng trong khi làm việc, Bảo Kiều liên tục gọi điện khiến Thừa Hoan mềm lòng mà cầm theo chiếc thẻ muốn tới đó nhưng Chí Minh đã chặn ở cửa. Thừa Hoan cho biết cô không muốn nhúng tay vào chuyện này mà đến để trả tiền. Nhưng bác sĩ cho biết cuộc phẫu thuật sẽ xảy ra rủi ro nên Bảo Kiều đã rời đi nên Thừa Hoan phải gọi điện cho Gia Lượng. Nhưng anh đang trên đường đến nên đã nhờ cô ký giúp mình. Sau khi Thừa Hoan ký xong, Chí Minh cho biết nếu như cuộc phẫu thuật này không thành công thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng tình thế cấp bách, cô chẳng thể nghĩ được gì ngoài cứu người. Ngay sau đó thì người nhà của Tân Chí San cũng đến, Bảo Kiều vội vã cầu xin Thừa Hoan đừng nói cho họ biết nhưng Gia Lệ đã biết chị em của hai người họ. Nghe thấy Bảo Kiều đã có thai với Chí San thì vợ của ông đã ngất đi. Gia Lệ bắt đầu đổ mọi tội lỗi lên đầu Thừa Hoan, nói cô cùng một dục với Bảo Kiều thì cô ta đã nhân cơ hội này mà bỏ chạy. Thừa Hoan nói rằng mình chẳng thèm bận tâm đến chuyện của gia đình bọn họ rồi trả lại tấm thẻ của ông ta mà rời đi. Sau khi Tân Chí San tỉnh dậy thì vợ của ông cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt ông ta mà rời đi. Ông ta lúc này cũng nhận ra Thừa Hoan là một cô gái tốt mà gọi điện xin lỗi cô. Tối đó Gia Hân biết được mẹ cô có ý định muốn ly hôn liền nói Gia Lượng hay kết hôn với Thừa Hoan. Biết được cả hai đã chia tay nhưng vẫn còn yêu nên sẽ có thể làm lành. Vì Thừa Hoan là ân nhân của bố bọn họ, nếu như cưới về thì có thể sẽ giữ được gia đình. Sáng hôm sau, Thừa Hoan trở về nhà thì biết được hẻm 111 ở bên cạnh thì phá rỡ, còn hẻm nhà mình thì không, khiến mẹ cô buồn bực. Vì nhà cũng bị chập điện không thể nấu cơm nên cả nhà Thừa Hoan phải ra ngoài ăn mì. Cảm thấy điều kiện gia đình thiếu thốn nên mẹ cô muốn cô quay lại với Gia Lượng. Thấy mẹ mình nói nhiều khiến Thừa Hoan khó chịu, nói rằng điều này là không thể. Thấy ba bố con đều phản đối khiến cho mẹ của cô buồn bực mà rời đi. Thừa Hoan thấy vậy liền đuổi theo để xin lỗi và cố gắng thuyết phục mẹ nhưng ý của bà vẫn vậy. Tối đó Thừa Hoan đang tính toán về số tiền thì cô bất ngờ nhận được tiền từ Tiểu Tảo. Mặc dù không muốn lấy nhưng Tiểu Tảo nói mình là người trong gia đình nên hãy để anh góp một chút vốn. Thừa Tảo sau khi nghỉ ở công ty luật thì cũng đã trở thành một shipper giao đồ ăn nhanh. Tại khách sạn, Thừa Hoan đang bị một khách sạn chỉ trích vì việc không cho shipper giao đồ ăn lên thì Gia Lượng cũng tìm tới. Gia Lượng muốn Thừa Hoan tới làm tại khách sạn Lai Thụy với mức lương 30.000 tệ thì Chí Minh cũng đến. Chí Minh đã biết được tính cách của Thừa Hoan nên anh sẽ không xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Cô đã thẳng thừng từ chối lời mời này vì không muốn mang cái danh phải đi cửa sau rồi rời đi. Chuyển cảnh, Thừa Hoan trong lúc xem xét hợp đồng sửa nhà thì bất ngờ phát hiện em trai mình đang làm shipper. Trở về nhà, Tiểu Tảo vẫn nói dối rằng mình là luật sư, như khi thấy vết thương trên tay anh, Thừa Hoan đã vội ôm lấy em trai mình.
Biết được Tiểu Tảo ở công ty luật phải chịu vô vàn ấm ức khiến cho Thừa Hoan cũng cảm thấy bực bội. Nhưng công việc shipper của Tiểu Tảo trước mắt chỉ là tạm thời và anh cũng đang xin việc khác. Gia Lệ thấy Gia Lượng trở về nhà mà không thể làm lành được với Thừa Hoan thì trách mắng cậu là đồ vô dụng. Gia Lượng nghe vậy thì nói những tổn thương gia đình anh đem đến cho Thừa Hoan thì việc quay lại với cô là điều không thể. Tối đó mẹ của Thừa Hoan nhận được tin nhắn xin lỗi từ Gia Lượng. Anh muốn bà cho mình một cơ hội và nếu có thể thì ngày mai bọn họ có thể đi xem nhà tân hôn. Nhưng khi đến nơi người hẹn không phải Gia Lượng mà là Gia Lệ. Cô ta xin lỗi về chuyện lần trước và muốn bà xem xét lại về chuyện kết hôn giữa hai người họ. Gia Lệ trở về thông báo tin mừng cho em trai mình nhưng Gia Lượng nói Thừa Hoan chắc chắn sẽ không đồng ý. Anh cầu xin bọn họ đừng xen vào giữa chuyện của cả hai vì đã không thể cứu vãn. Bên này mẹ của Thừa Hoan cũng đã chuẩn bị đến lễ cưới nói dối rằng muốn rủ cô đi ăn ngay tại khách sạn mà cô đang làm. Tiếp theo đó bà thúc giục Thừa Hoan hãy mau chóng thay đồ rồi dẫn cô đến lễ cưới. Đến khi bước vào trong Thừa Hoan thấy bên trong là lễ cưới giữa mình mà Gia Lượng thì mới biết đã bị mẹ của mình lừa gạt. Chí Minh sau khi biết được tin này thì cũng lập tức đi tìm. Bây giờ thì mọi chuyện tại tiệc cưới đã dần trở lên phức tạp nhưng vì thể diện của mẹ nên Hoan Hoan chỉ có thể lên sân khấu. Điều bất ngờ là Thừa Hoan đã thẳng thừng từ chối hôn sự này khiến cho hai bên gia đình phải bẽ mặt. Mẹ của cô liên tục khuyên ngăn nhưng Thừa Hoan vẫn kiên định mà rời đi khiến bà tức giận nói cô rời khỏi đây thì sẽ không còn là con gái của bà. Bây giờ thì Thừa Hoan cũng nói hết ra những điều ấm ức trong lòng mình đã phải chịu đựng bấy lâu nay mà khóc lóc. Nhưng đổi lại chỉ nhận được cái tát của mẹ mình khiến Thừa Hoan thất vọng mà giật đứt chiếc vòng trên cổ rồi rời đi. Bố của Thừa Hoan sau đó cũng tìm đến gia đình Gia Lượng hy vọng sau này sẽ không bị bọn họ làm phiền. Thể diện của nhà họ Tân cũng vì vậy mà bị mất nên hai bố con Gia Lệ đã cãi nhau khiến ông tức giận mà ngất đi. Ngay sau đó Chí Minh cũng tìm tới để an ủi Thừa Hoan. Cô không muốn tiếp tục lấy lòng ai nữa mà chỉ muốn làm bản thân mình vui hơn. Tối đó Thừa Hoan trở về nhà sắp xếp đồ muốn rời khỏi căn nhà này. Mẹ của cô thấy vậy thì liên tục mắng mỏ nhưng Thừa Hoan cũng khoan quan tâm đến những lời này mà rời đi. Thấy con gái mình như vậy bố của Thừa Hoan đã vội đuổi theo để đưa cho cô số tiền mà mình dành dụm được. Ông luôn biết tất cả những chuyện bấy lâu nay mà Thừa Hoan vẫn luôn phải chịu đựng nên cô muốn làm gì ông cũng đều ủng hộ. Khi Thừa Hoan vừa ra ngoài thì Chí Minh đã chờ sẵn muốn sắp xếp chỗ ở giúp cô. Đúng lúc này thì Mao Mao cũng đến muốn đưa Thừa Hoan về ở nhà mình nhưng cô cảm thấy rằng như vậy sẽ không tiện. Mao Mao khi thấy Chí Minh cũng muốn đưa Thừa Hoan đi thì đã ngay lập tức chỉ trích anh. Cô nói anh ta đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho Thừa Hoan vậy mà giờ lại giả tạo muốn giúp đỡ. Thừa Hoan nghe vậy thì vội vàng xin lỗi rồi kéo Mao Mao rời đi. Trên đường di chuyển Mao Mao cảm thấy cuộc đời của Thừa Hoan thật đen đủi. Chuyện lần này quả thực mẹ của Thừa Hoan đã sai nên Mao Mao khuyên cô hãy tạm thời xa nhà một thời gian. Thừa Hoan cho biết không chỉ có cô mà đến cả Tiểu Tảo cũng vậy. Sau khi chia tay Tiểu Tảo đã bị công ty luật ức hiếp nên cậu đã trở thành shipper nhưng lúc nào cũng rất lạc quan. Cuối cùng thì Thừa Hoan cũng đến ở chỗ của bà nội. Khi đã biết hết mọi chuyện bà khuyên cô hãy sống cho chính bản thân mình. Sau đó Thừa Hoan cũng tặng lại cho bà chiếc vòng mà Mao Mao đã tặng mình mà ở bên trong có ảnh của hai bà cháu. Sáng hôm sau Chí Minh đến thăm bà nhưng thực chất là đến để thăm Thừa Hoan. Bà đã biết được ý đồ của anh nhưng anh vẫn lươn lẹo liền cho anh đi giặt ga giường còn Thừa Hoan ở một bên giám sát. Nhưng thấy Chí Minh làm không đúng cách nên Thừa Hoan đã liên tục nhắc nhở. Trong lúc vắt chăn Chí Minh thấy cô tâm sự về cuộc đời của mình thì đã trêu chọc để có thể khiến Thừa Hoan vui hơn. Ở nhà mẹ của Thừa Hoan thấy cô mãi không trở về thì buồn bực giận cá chém thớt. Thừa Hoan và mẹ Uyển Ngọc cãi nhau và dọn ra khỏi nhà. Cô đã trả tiền cho đội trang trí để làm việc tại nhà, mẹ Uyển Ngọc vẫn tức giận đuổi đội trang trí đi. Bà thà sống trong một ngôi nhà đổ nát còn hơn chấp nhận lời đề nghị của Thừa Hoan, mặc dù bố Lai Thiêm đã cố gắng hết sức để thuyết phục bà nhưng đều vô ích. Vịnh Hân nghe Thừa Hoan nói rằng Thừa Tảo chuẩn bị làm công việc giao đồ ăn mang đi nên cô đã cưỡng bức gọi anh đi. Dẫn anh đến trung tâm thương mại mua quần áo động viên Thừa Tảo hãy vui lên và tìm một công ty luật thích hợp để làm việc. Thừa Tảo không muốn như vậy nhưng vẫn phải thử bộ đồ. Đôi mắt Vịnh Hân sáng lên và cô liên tục khen ngợi anh đẹp trai. Vịnh Hân đỏ mặt vì quá phấn khích khi tự tay thắt cà vạt cho Thừa Tảo nhìn thẳng vào Vịnh Hân. Chuyện tình giữa Bảo Kiều và Chí San bị bại lộ, Chí San lại bị nhồi máu não dẫn đến liệt nửa người. Bảo Kiều xấu hổ tiếp tục sống trong căn hộ, cô đã thu dọn hành lý và chuẩn bị rời khỏi Thượng Hải. Sau đó Chu Bảo Kiều mới thừa nhận cô không hề có thai mà chỉ muốn lấy cớ này để ép Chí San ly hôn nhưng cuối cùng lại phải ra tay thuyết phục cô chăm sóc. Vịnh Hân đã thiết kế một chiếc vòng cổ lấy cảm hứng từ Thừa Tảo, cô hy vọng chiếc vòng cổ đó sẽ bán chạy và hứa sẽ cảm ơn Thừa Tảo. Thừa Tảo tình cờ gặp được anh trai của mình ở công ty luật và biết được tình hình hiện tại của gia đình Gia Lệ đang trong tình trạng tuyệt vọng. Chí Minh gặp Thừa Hoan ở quán ăn của căn hộ. Thừa Hoan trêu chọc anh vì anh mặc vest mỗi ngày, cứng ngắc và màu áo quá đơn điệu khiến Chí Minh không nói nên lời. Nhân tiện có anh tới đây, Thừa Hoan mời Chí Minh và Hà Đông ở lại ăn xiên bẩn uống bia cùng mọi người. Sau bữa ăn, Chí Minh đưa Thừa Hoan trở lại viện dưỡng lão và đề nghị cô tham gia vào đội quản lý giai đoạn 2 của khu chung cư. Thừa Hoan rất vui vẻ đồng ý. Mẹ Uyển Ngọc ăn không ngủ mỗi ngày đều buồn bực.
Bố Lai Thiêm nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng lo lắng. Bố của Thừa Hoan mang tới cho cô ít đồ dùng cá nhân, tiện đây Thừa Hoan đưa cho ông tiền lương tháng này cho bố. Hoài Dân đến cửa hàng tìm Vịnh Hân, cho rằng Vịnh Hân đã đạo văn tác phẩm của mình. Thừa Hoan tức giận đến mức chửi bới Hoài Dân thực sự đã kiện Vịnh Hân. Đêm đó, Thừa Hoan thức khuya để nghiên cứu kế hoạch. Bà Thục Chân không thể ngủ được nên đã cho Thừa Hoan lời khuyên. Hôm nay là cuối tuần, từ sáng sớm Chí Minh đã đến gặp bà Thục Chân. Thấy Thừa Hoan vẫn đang ngủ say, anh liền chụp ảnh cô ấy đang ngủ. Đúng lúc Thừa Hoan tỉnh dậy thấy vậy tính hỗn chiến với anh. May sao bà Thục Chân vội vàng đứng dậy giải tán và nhờ Chí Minh cho Thừa Hoan lời khuyên. Chí Minh đưa Thừa Hoan đi ăn sáng và xem xét kỹ kế hoạch thiết kế của cô ấy. Chí Minh đề nghị thiết kế một món quà lưu niệm cho Botticelli, mở cửa và đến Vịnh Hân để thảo luận mà không cần ăn. Bộ Sinh đã đích thân đến gặp bà Thục Chân để nói chuyện về việc hợp tác. Đúng lúc này Chí Minh quay lại rồi mời Bộ Sinh ra ngoài nói chuyện. Chí Minh nhắc nhở Bộ Sinh đừng hành động quá vội vàng. Khi anh quay lại viện dưỡng lão và nhìn thấy bà Thục Chân ngất xỉu trong phòng tắm, anh vội vàng đưa bà đến bệnh viện. Hoài Dân đã mua một sản phẩm xa xỉ do Vịnh Hân thiết kế, trả lại mà không hề mở hộp ra. Cố tình đánh giá không tốt cho cô ấy, Vịnh Hân tức giận đến mức nghiến răng muốn đâm đơn kiện Hoài Dân. Thừa Hoan yêu cầu cô ấy sử dụng dư luận nhằm gây áp lực lên Hoài Dân. Chí Minh đưa bà Thục Chân đến bệnh viện và gọi điện cho Thừa Hoan ngay lập tức chạy đến bệnh viện mà không nói gì. Sau nỗ lực giải cứu toàn lực của nhân viên y tế, bà Thục Chân cuối cùng cũng ổn định trở lại. Thừa Hoan hối hận vì đã thức khuya đêm qua để bà Thục Chân an ủi cô. Chí Minh thừa nhận rằng lần này anh trở lại Trung Quốc vì chuyện ở khách sạn. Bà Thục Chân có vẻ xấu hổ nhưng Chí Minh không còn ép buộc bà nữa. Thừa Tảo đi cùng bố mẹ đến bệnh viện để gặp bà Thục Chân. Cô vội vàng xuống tầng đón họ. Bà Thục Chân nhìn thấy mẹ Uyển Ngọc và Thừa Hoan rất vui vẻ. Bà Thục Chân đề nghị cho họ sống trong ngôi nhà vườn của mình. Mẹ Uyển Ngọc và bố Lai Thiêm không thể không đồng ý nên Thừa Hoan đưa bố mẹ và Thừa Tảo đi xem nhà. Nhà của bà Thục Chân rất rộng rãi. Mẹ Uyển Ngọc không khỏi mỉm cười vui vẻ. Thừa Hoan không khỏi lo lắng cho bà Thục Chân nên mở cửa cho họ và quay lại bệnh viện. Chị mẹ rất bất mãn và phát ra sự cay đắng trước mặt bố Lai Thiêm. Bố Lai Thiêm nói đúng, cô đã thuyết phục bà Thục Chân một cách khéo léo. Chỉ cần Uyển Ngọc mời bà Thục Chân đến nhà ăn tối, Thừa Hoan đương nhiên sẽ quay lại với mình ngay. Thừa Hoan vội vàng đến bệnh viện, cô thay Chí Minh rồi quay về nghỉ ngơi. Bà Thục Chân giải thích rằng ngôi nhà là phòng cưới của mình và ông nội Chí Minh trong đó có rất nhiều kỷ niệm không vui. Sau đó bà Thục Chân thuyết phục Thừa Hoan và mẹ Uyển Ngọc. Sau khi làm hòa, Thừa Hoan đào được đoạn video quảng cáo mà cô quay cho Vịnh Hân. Bà Thục Chân muốn học cách quay video với Thừa Hoan và được cô đồng ý sẽ dạy bà vào ngày mai. Bà Thục Chân xem xét kỹ kế hoạch thiết kế do Bộ Sinh đưa ra. Bà không đồng ý với việc trả lại khách sạn cho Botticelli. Bà đã quản lý nó cẩn thận trong nhiều năm và hòa hợp với các nhân viên như gia đình. Bà Thục Chân cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút và muốn mặc sườn xám từ bệnh viện về nhà. Thừa Hoan và Thừa Tảo đi cùng Vịnh Hân trong buổi phát sóng trực tiếp muốn tiết lộ mọi bằng chứng về việc Hoài Dân đạo văn. Và Thừa Tảo cảm thấy có điều gì đó không ổn khi Hoài Dân có hàng chục triệu người hâm mộ và anh ấy sẽ làm mọi cách có thể. Để đối phó với Vịnh Hân quyết định làm điều đó từng chút một, bà Thục Chân đã xem buổi phát sóng trực tiếp của Vịnh Hân và tặng quà cho Vịnh Hân dưới sự hướng dẫn của Chí Minh. Chí Minh muốn tặng bà Thục Chân một bộ sườn xám. Thừa Hoan đã đưa anh đến một trong những thợ may lâu đời nổi tiếng nhất ở Thượng Hải và cẩn thận lựa chọn chất liệu vải và kiểu dáng. Vịnh Hân thử khuyên tai quá nhiều lần và lỗ tai của cô bị nhiễm trùng. Thừa Tảo giúp cô khử trùng chúng một cách ngẫu nhiên khiến Thừa Tảo đỏ mặt vì xấu hổ. Hôm nay là ngày bà Thục Chân xuất viện. Mẹ Uyển Ngọc và bố Lai Thiêm đã trực tiếp bàn bạc việc đưa cô về nhà. Bố Lai Thiêm đặt một bó hoa hồng cho bà Thục Chân theo yêu cầu của Thừa Hoan. Ông ấy đến đón bà Thục Chân với hoa trên tay. Bà Thục Chân vừa nói chuyện xong với luật sư, bố Lai Thiêm muốn đưa bà Thục Chân về nhà. Bà Thục Chân đã quen ở một mình và muốn Chí Minh gửi cô về viện dưỡng lão, đồng thời cũng mời bố Lai Thiêm. Mẹ Uyển Ngọc và Thừa Tảo đến ăn tối tại khách sạn tối nay. Bà Thục Chân gọi điện cho Thừa Hoan để thông báo cho Thừa Hoan rằng cô ấy đặc biệt đặt món bánh trứng cua mà Thừa Hoan thích. Ngoài ra Thừa Hoan còn có một món quà bí ẩn dành cho bà Thục Chân. Bà Thục Chân đã được xuất viện hôm nay. Bà ấy đang có tâm trạng tốt và đang khiêu vũ với những bông hoa hồng mà bà được tặng thì đột nhiên bị đau tim và ngất đi. Bà Thục Chân qua đời vì đau tim do điều trị không hiệu quả. Thừa Hoan vui vẻ chạy đến bệnh viện. Cô và Chí Minh lần lượt đến phòng bệnh và chứng kiến bà Thục Chân đã qua đời đều đau lòng và đau buồn. Người thân và bạn bè đến dự đám tang của bà Thục Chân, luật sư đã phát một đoạn video về cuộc đời của bà Thục Chân trước công chúng. Bà Thục Chân cảm thấy cuộc sống của mình thật đáng giá và cô có gia đình bạn bè yêu thương mình. Bà để lại lời nhắn trả đông thành viên trong gia đình. Bố Lai Thiêm không phải là ruột thịt của bà nhưng bà coi Thừa Tảo như cháu ruột của mình và hy vọng rằng Thừa Tảo sẽ là cháu ruột của bà. Bà Thục Chân khuyên mẹ Uyển Ngọc hãy sống một cuộc sống tự do thoải mái và đừng lo lắng về cuộc hôn nhân của các con mình. Bà Thục Chân là người thân thiết nhất với Thừa Hoan trong suốt cuộc đời bà. Dù không có quan hệ huyết thống nhưng bà sẽ chúc phúc cho Thừa Hoan được hạnh phúc và khuyên Thừa Hoan hãy đối xử tốt với bản thân. Bà Thục Chân lo lắng nhất cho Chí Minh và đặc biệt yêu cầu anh đến gần nhà họ Mạch hơn.
Những lời nói cảm động của bà Thục Chân đã khiến mọi người có mặt cảm động. Sau đám tang, Thừa Hoan ngồi khóc thầm, mẹ Uyển Ngọc chủ động làm hòa với cô. Khi thấy chân mẹ Uyển Ngọc chảy máu, cô đã đắp khăn giấy cho cô, sau đó đến chỗ La Thiêm và yêu cầu Thừa Hoan hôm nay chúng tôi về nhà ăn tối cùng nhau. Thừa Hoan muốn đến thăm nơi ở của bà Thục Chân trước khi về nhà. Thừa Hoan đến viện dưỡng lão, cô đứng trong căn phòng nơi bà Thục Chân từng sống. Nghĩ đến giọng nói và nụ cười của bà Thục Chân khi còn sống, nhưng trong lòng cô lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trên giường của bà Thục Chân, Chí Minh đã mất đi người thân duy nhất của mình. Anh ngồi trong sân càng nghĩ càng buồn, cuối cùng anh không kìm được nước mắt. Đêm đó bà Thục Chân đến trong giấc mơ của Thừa Hoan và nói chuyện với cô ấy rất nhiều. Thừa Hoan nói lời chia tay với bà Thục Chân trong nước mắt, Chí Minh đến viện dưỡng lão từ sớm. Anh và Thừa Hoan kể chi tiết những gì họ đã trải qua khi còn trẻ, cha anh làm ăn thất bại và các chủ nợ thường xuyên đến đòi nợ. Bà Thục Chân đến với Chí Minh vào thời điểm quan trọng, anh ấy đã lấy tiền của bà Thục Chân để trả khoản nợ nước ngoài của cha mình và trả lại chi phí sinh hoạt và học phí cho Chí Minh. Chí Minh đã làm việc chăm chỉ hơn để đạt được thành tích ngày hôm nay. Thừa Hoan tin rằng bà Thục Chân đang theo dõi họ trên thiên đường và ban phước cho họ. Thừa Hoan nhanh chóng bắt tay vào công việc căng thẳng. Đồng nghiệp khuyên cô nên nghỉ ngơi thật tốt, Thừa Hoan chỉ cười và không nói gì. Chí Minh buồn đến mức bỏ ăn, làm thêm ngày đêm đến tê dại. Hà Đông rất lo lắng và đã gọi điện cho Thừa Hoan để thuyết phục Mạch Thừa Hoan tới gặp Diêu Chí Minh. Thuyết phục anh cùng nhau đi gặp thăm mộ bà Thu Chân, Thừa Hoan đưa Chí Minh đến nghĩa trang và đặc biệt mang theo chiếc bánh bướm yêu thích của bà Thục Chân. Thừa Hoan khuyên Chí Minh nên nghỉ ngơi thật tốt, nếu không bà Thục Chân sẽ không thể đến được giấc mơ của mình. Chí Minh muốn nói với Thừa Hoan một điều gì đó. Bà Thục Chân luật sư đột nhiên gọi điện thông báo cho Thừa Hoan về cuộc phỏng vấn. Chí Minh, mẹ Uyển Ngọc, bố Lai Thiêm và Thừa Hoan đến công ty luật đúng giờ. Luật sư đã đích thân đọc di chúc của bà Thục Chân, đưa toàn bộ đồ trang sức cho mẹ Uyển Ngọc và toàn bộ số tiền cho Thừa Hoan, cho Chí Minh căn biệt thự vườn và trao toàn quyền kiểm soát khu phức hợp khách sạn cho Thừa Hoan. Chí Minh tưởng rằng bà Thục Chân sẽ giao quyền quản lý và tài sản khách sạn cho cháu trai mình. Không ngờ bà Thục Chân lại giao nó cho Thừa Hoan, người không có quan hệ huyết thống. Chí Minh rời khỏi bàn trước khi luật sư nói xong, nên luật sư phải nhờ Thừa Hoan giao lá thư cuối cùng của bà Thục Chân cho Chí Minh. Thừa Hoan rất ngạc nhiên sau khi nghe di chúc. Cô thậm chí còn không biết rằng khách sạn thuộc về bà Thục Chân. Bộ sinh nghe tin bà Thục Chân đã giao lại toàn quyền quản lý khách sạn cho Thừa Hoan thì vô cùng bất ngờ. Cô lập tức gọi điện cho Chí Minh để nhắc Chí Minh đừng quên hợp đồng giữa họ. Chí Minh quẫn trí và đến sông câu cá dưới mưa. Hà Đông thuyết phục Chí Minh quay trở lại Thụy Sĩ. Chí Minh nhớ lại lời dặn của bà Thục Chân trước khi chết, yêu cầu anh học hỏi từ Thừa Hoan. Kế hoạch phá dỡ con hẻm cuối cùng cũng được thực hiện. Bố Lai Thiêm suy đi nghĩ lại nhiều lần và quyết định dùng số tiền phá dỡ để mua một căn nhà ở ngoại ô. Mẹ Uyển Ngọc sống rất thoải mái trong ngôi nhà vườn và cô không muốn ra ngoại ô. Công ty luật thông báo Thừa Hoan đến khách sạn để hoàn tất thủ tục bàn giao. Vịnh Hân kiên quyết yêu cầu được đi cùng cô. Thừa Hoan cảm thấy Chí Minh có điều gì đó không ổn. Anh ấy đã biết trước về Hưng An, khách sạn ở đây thuộc về bà Thục Chân, quản gia Thôi đã theo bà Thục Chân trong nhiều năm. Ông rất trung thành với bà Thục Chân, ông đích thân đưa Thừa Hoan đi khắp khách sạn và giao tất cả sổ cái và chìa khóa khách sạn cho Thừa Hoan cùng một lúc. Cô không biết phải làm thế nào, quản gia Thôi hứa sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ Thừa Hoan. Chí Minh đến gặp Thừa Hoan và đề nghị thẳng thắn rằng anh muốn sử dụng ngôi nhà gỗ cũ để xây dựng khách sạn. Thừa Hoan đoán rằng mục đích anh trở về Trung Quốc là vì khách sạn này. Sau đó anh tiếp cận Thừa Hoan và đưa Thừa Hoan và bà Thục Chân đến một khách sạn nghỉ dưỡng trên núi. Chí Minh thú nhận mục đích này, anh cảm thấy triết lý kinh doanh của bà Thục Chân đã lỗi thời và muốn thay đổi hoàn toàn hiện trạng này. Cô thẳng thừng từ chối, vi phạm ước nguyện cuối cùng của bà Thục Chân và đưa bức thư của bà Thục Chân cho Chí Minh. Khi bà Thục Chân giao khách sạn cho Thừa Hoan, cô đoán rằng Chí Minh sẽ không vui. Thừa Hoan đọc sổ sách của khách sạn từ đầu đến cuối. Điều kiện hoạt động của khách sạn quả thực không tốt, cô cảm thấy có chút lo lắng. Bộ sinh phát hiện ra Chí Minh đang dao động nên cử người đến giao quà cho khách sạn để đá Thừa Hoan. Vịnh Hân muốn treo bức ảnh lên tường, nhưng cô ấy suýt ngã vì không đứng vững. Thừa Tảo vội vàng đến giúp cô ấy kịp thời, Hoài Dân chế nhạo Vịnh Hân và nói năng gay gắt với Thừa Tảo. Thừa Tảo đã đứng ra bảo vệ Vịnh Hân và muốn dùng vũ khí hợp pháp để đối phó với Hoài Dân nên Hoài Dân phải tức giận bỏ đi, Vịnh Hân không muốn liên lụy đến Thừa Tảo. Vì vậy Thừa Tảo bày tỏ tình cảm của mình với Vịnh Hân và thừa nhận rằng anh ta đã thích Vịnh Hân từ lâu. Vịnh Hân đã mất cảnh giác trước lời tỏ tình đột ngột của anh ta và vội vàng bỏ đi với lý do đi kiểm kê, ngôi nhà cũ của gia đình mẹ Uyển Ngọc sắp bị phá bỏ. Thừa Hoan tiếp quản khách sạn, cô vui vẻ về nhà ăn tối. Còn mẹ Uyển Ngọc tỉnh dậy và cười trong giấc mơ, cả chị cả và em trai đều nghe tin về sự kiện vui vẻ của gia đình mẹ Uyển Ngọc và lần lượt gọi điện cho cô để chúc mừng. Mẹ Uyển Ngọc đã chào đón họ đến Thượng Hải và mời họ ở lại khách sạn. Mẹ Uyển Ngọc đang có tâm trạng tốt, cô đưa bố Lai Thiêm đến khách sạn để kiểm tra chất lượng món ăn. Mẹ Uyển Ngọc kén chọn mọi cách và ghi lại mọi thứ vào một cuốn sổ, đồng thời yêu cầu quản gia Thôi gọi bếp trưởng để buộc anh ta phải chịu trách nhiệm.
quản gia Thôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo và gọi điện bí mật cho Thừa Hoan. Mẹ Uyển Ngọc đang ra lệnh cho bếp trưởng rất bất mãn và ông ta tiếp tục làm điều này để giải cứu và thuyết phục mẹ Uyển Ngọc rời đi. Thừa Hoan yêu cầu mẹ Uyển Ngọc càng sớm càng tốt chuyển ra khỏi ngôi nhà cũ, bà Thục Chân đã giao ngôi nhà cho Chí Minh. Thừa Hoan đọc qua những vấn đề mà mẹ Uyển Ngọc viết trong sổ từ đầu đến cuối, có rất nhiều điểm đáng chú ý. Nhưng hầu hết các vấn đề đều tồn tại, cô Trần đã gọi điện cho Thừa Hoan để nhờ giúp đỡ. Người mà cô giúp kết nối đoàn du lịch tạm thời gặp phải tình huống khó khăn và Thừa Hoan đã sắp xếp cho những du khách mà cô đưa đến nghỉ tại khách sạn. Thừa Hoan thức khuya và làm thêm giờ để viết kế hoạch chiêu đãi, cô bận rộn đến tận bình minh cuối cùng ngủ quên trên bàn. Quản gia Thôi từ sáng sớm đã mang bữa sáng đến, Thừa Hoan đưa kế hoạch chiêu đãi cho ông. Quản gia Thôi lập tức đi chuẩn bị. Thừa Hoan đến căn hộ để bàn giao công việc. Quản lý Trương và đồng nghiệp không muốn rời khỏi Thừa Hoan, miễn cưỡng nói lời tạm biệt với họ và gặp Chí Minh. Cảm thấy chua chát khi biết cô sẽ đến khách sạn để mất bài viết của cô, quản gia Thôi bất ngờ gọi điện cho Thừa Hoan. Bộ phận giám sát sức khỏe nhận được báo cáo nạc danh từ một người tiêu dùng, cho rằng anh ta bị đầu độc sau khi ăn ở. Bộ phận giám sát đã ra lệnh đóng cửa khách sạn để chấn chỉnh. Lần lượt nhờ Thừa Hoan, cô vội vã quay về khách sạn ngay lập tức. Tạm thời đóng cửa và dịch vụ phòng vẫn như thường lệ, khách nhất quyết trả phòng rồi rời đi. Thừa Hoan bất lực, cô Trần gọi điện cho Thừa Hoan để buộc cô phải chịu trách nhiệm. Cô đã sắp xếp cho những khách hàng quan trọng nhất của mình ở lại khách sạn. Không ngờ lại xảy ra vụ ngộ độc trong khách sạn, Thừa Hoan hứa sẽ giúp khách hàng của cô tìm được khách sạn. Thừa Hoan vào bếp tìm hiểu tình hình. Quản gia Thôi và bếp trưởng đều chủ động chịu trách nhiệm khuyên họ đừng lo lắng, đợi đến khi có kết quả kiểm tra. Kết quả kiểm tra nhanh chóng. Đồ ăn ở đây không có vấn đề gì, Thừa Hoan yên tâm. Chí Minh thấy có người đang gài bẫy khách sạn và anh khinh thường cách làm này. Dù bộ phận xét nghiệm đã công bố kết quả nhưng vẫn có người đăng video lên mạng khẳng định đồ ăn ở khách sạn có vấn đề khiến anh bị ngộ độc thực phẩm. Họ cũng đưa ra kết quả xét nghiệm, quản gia Thôi bàn việc tìm ra người tung tin đồn trên mạng càng sớm càng tốt để anh ta công khai video làm rõ sự việc. Chí Minh cử Hà Đông đi tìm kẻ gài bẫy khách sạn càng sớm càng tốt, đồng thời yêu cầu anh ta gặp ông Lưu từ cuộc thi golf toàn cầu mà bộ sinh đang theo dõi dự án này. Chí Minh đã chủ động giúp đỡ Thừa Hoan. Thừa Hoan nghi ngờ Chí Minh đứng sau hậu trường và muốn che giấu quyền tài sản ở. Chí Minh muốn tìm ra sự thật và chứng minh mình vô tội nên Thừa Hoan phải làm vậy. Chí Minh, quản gia Thôi và Thừa Hoan đã đi điều tra và thu thập bằng chứng riêng biệt, sau đó tổng hợp những manh mối mà họ có được. Ba người đã làm việc suốt đêm và cuối cùng họ kiệt sức. Chí Minh đưa cho Thừa Hoan một tách cà phê để đánh thức. Thừa Hoan vô tình làm đổ cà phê lên người Chí Minh. Quản gia Thôi yêu cầu Chí Minh thay đồng phục của khách sạn, nhìn thấy Chí Minh đang ngấu nghiến mì trong bát. Và nhớ bà Thục Chân đã nói với cô trước khi chết, cô nhìn chằm chằm vào Chí Minh trong sự bàng hoàng, khiến Chí Minh cảm thấy xấu hổ. Hà Đông nhanh chóng tìm ra người gài bẫy, Thừa Hoan đã gọi điện cho anh. Nhưng anh từ chối trả lời. Chí Minh trở lại công ty trong bộ đồng phục của người gác cửa khách sạn, Hà Đông không khỏi trêu chọc anh ta. Chí Minh đã yêu cầu Hà Đông huy động đội quan hệ công chúng để giúp khách sạn loại bỏ dư luận tiêu cực. Thừa Hoan cảm ơn Vịnh Hân và Thừa Tảo vì sự giúp đỡ của họ. Cô ấy đang vội đến gặp Chí Minh và không thể đãi họ bữa tối. Thừa Tảo xin lỗi Vịnh Hân và thừa nhận rằng ngày hôm đó anh đã tỏ tình với cô một cách bốc đồng và Vịnh Hân nhanh chóng thay đổi chủ đề. Thừa Hoan lập tức chạy về để báo tin vui cho mọi người. Quản gia Thôi, bếp trưởng và những người khác rất vui mừng và chuyển tiếp đoạn video làm rõ đến WeChat ngay tại chỗ. Thôi quản gia nhận được thông báo từ cấp trên rằng khách sạn có thể tiếp tục hoạt động. Bộ sinh nghe tin Chí Minh đã bí mật đến gặp ông Lưu và mắng Chí Minh. Không ngờ, Chí Minh đã chụp lấy khách hàng của cô và vạch trần rằng cô đã tìm được người gài bẫy bộ sinh, được cho là không nói nên lời. Thừa Hoan đến gặp Chí Minh và nghe thấy cuộc trò chuyện của họ ở ngoài cửa. Thừa Hoan đã đoán được bộ sinh đứng sau vụ việc nên mời Chí Minh đi ăn tối để bày tỏ lòng biết ơn. Chí Minh thừa nhận rằng anh và bộ sinh đã từng hợp tác để giành được và anh đã đích thân bày tỏ tình yêu với Thừa Hoan. Thừa Hoan bị choáng ngợp trước lời tỏ tình đột ngột của Chí Minh. Thừa Hoan đến gặp Vịnh Hân qua đêm và nói với Chí Minh về lời tỏ tình của mình. Vịnh Hân nghi ngờ Chí Minh muốn lấy đi khách sạn. Thừa Hoan thấy Chí Minh rất chân thành và Vịnh Hân cảm thấy họ rất hợp nhau. Bộ sinh đã lên kế hoạch cẩn thận để đánh bại. Nhưng hóa ra lại là một mớ hỗn độn. Bộ sinh không muốn thừa nhận thất bại, cô muốn lợi dụng điểm yếu của Chí Minh. Mẹ Uyển Ngọc đã gửi nhiều tin nhắn cho Thừa Hoan, nhưng Thừa Hoan không trả lời. Mẹ Uyển Ngọc lo lắng nên cô đã nấu cơm nắm vào sáng sớm và nhờ bố Lai Thiêm giao cho Thừa Hoan. Thừa Hoan chính thức tiếp quản khách sạn và kêu gọi tất cả nhân viên cùng làm việc. Liêu Cương đã tấn công Thừa Hoan một cách công khai và thậm chí còn chế nhạo cô ấy đã hiểu rõ hoàn cảnh của từng nhân viên và biết rõ về họ. Liêu Cương cô khởi nghiệp với vai trò là người gác cửa và được thăng chức làm quản đốc bộ phận hướng dẫn khách vì công việc xuất sắc của mình. Cô cũng nhận thấy mô hình quản lý của bà Thục Chân không còn theo kịp tình hình nữa. Cô phải điều chỉnh dần cơ cấu lương và hứa, để thưởng và cổ tức cho những nhân viên có thành tích xuất sắc. Cô ấy coi đây như nhà của mình. Và các nhân viên đã cùng nhau vỗ tay khen ngợi Thừa Hoan. Bố Lai Thiêm đi vào,
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rất vui mừng. Ông cảm thấy có lỗi với Thừa Hoan, không muốn Thừa Hoan quá mệt mỏi. Đang ăn cơm nắm mẹ Uyển Ngọc nấu, trong lòng cảm thấy ấm áp, trong lòng Thừa Hoan muốn làm cho vui vẻ. Chí Minh đã báo cáo công việc của mình với lãnh đạo trụ sở. Người lãnh đạo đã nghe lời vu khống của Bộ Sinh và ra lệnh cho Chí Minh mua lại khách sạn trong vòng một tháng. Anh không ngờ rằng Bộ Sinh đã đứng sau hậu trường. Chí Minh hành động giữa Thừa Hoan và khách sạn khi được lựa chọn, anh không cam kết. Chí Minh nhờ người chuyển phát nhanh tặng Thừa Hoan một cây xanh và chúc cô làm ăn phát đạt. Mẹ Uyển Ngọc đưa dì Vương, một người hàng xóm cũ trong ngõ, đến thăm nhà vườn và nhờ cô giúp Thừa Hoan giới thiệu bạn tình. Khi Thừa Hoan tan sở về nhà, mẹ Uyển Ngọc đã rất vui mừng, dì Vương xin lỗi và rời đi trước. Mẹ Uyển Ngọc thúc giục Thừa Hoan chuyển về càng sớm càng tốt, không ngờ Thừa Hoan lại yêu cầu họ chuyển ra ngoài và thuê nhà. Mẹ Uyển Ngọc đã quen sống trong nhà vườn và không muốn chuyển đến nhà thuê. Chí Minh chuyển đến nhà vườn, anh yêu cầu gia đình Thừa Hoan tiếp tục sống ở đây, Thừa Hoan không còn cách nào khác là phải từ bỏ. Chí Minh từ sáng sớm đã chuẩn bị một bữa sáng tinh tế, mẹ Uyển Ngọc và bố Lai Thiêm nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Doanh thu của khách sạn không lý tưởng nên Thừa Hoan đã nghĩ ra một số giải pháp thiết thực và yêu cầu giới thiệu các đơn đặt hàng kinh doanh mà Botticelli đã từ chối. Chí Minh vừa tan sở về nhà đúng giờ và đặc biệt mang đến món cá hồi tươi ngon nhất. Mẹ Uyển Ngọc nấu một bàn lớn các món ăn. Ăn cơm xong, Chí Minh chủ động rửa bát. Do lịch trình dày đặc và khối lượng công việc nặng nề, Vịnh Hân đã thức khuya và làm việc ngoài giờ để thiết kế các bức vẽ đầy cảm hứng. Thừa Tảo đưa cô ra ngoài tìm ý tưởng, bên ngoài trời đang mưa to. Thừa Tảo chọn một bài hát lãng mạn để chia sẻ với cô. Trời mưa, Vịnh Hân không hề tỏ ra yếu đuối mà té nước mạnh. Thừa Tảo đưa Vịnh Hân đến cửa hàng, anh ấy đi mua hai tách trà gừng đường nâu. Vịnh Hân chợt có cảm hứng khi nhìn thấy những hạt mưa, cô ấy ôm lấy Thừa Tảo một cách phấn khích. Khi sếp Trịnh đi công tác về, Thừa Hoan đích thân đi cùng cô, Vịnh Hân đã nhanh chóng gửi cho cô bản thiết kế riêng. Sếp Trịnh rất hài lòng và đưa ra đầy đủ, kiểm soát đám cưới của Thừa Hoan. Thừa Hoan đã giành chiến thắng trong trận chiến đầu tiên và cô ấy vô cùng phấn khích. Vài ngày sau, Chí Minh vào sáng sớm đến đón Thừa Hoan và bố Lai Thiêm cũng tình cờ đi câu cá nên bốn người cùng nhau đi. Trên chuyến xe đi câu, bố của Thừa Hoan cảm thấy rất thích thú với con xe xịn của Chí Minh. Ông cứ mải nói chuyện không tập trung lái xe nên Thừa Hoan phải nhắc nhở. Cậu em Thừa Tào thì gạ Chí Minh, lát nữa tới hồ câu hai anh em sẽ trổ tài xem ai câu được nhiều cá hơn. Đến hồ câu, Chí Minh cố tìm cách để đuổi Lão Mạch và Thừa Tào đi nhưng mà hai người lại chuẩn bị cực kỳ chu đáo khiến kế hoạch của Chí Minh khó lòng mà thực hiện. Phải để Thừa Hoan ra tay nhờ bố và em trai đi nhóm lửa giúp, còn việc câu cá ở đây sẽ có cô và Chí Minh lo, trả lại không gian riêng tư cho đôi con trẻ. Chí Minh được đà thể hiện bản thân có tí tài lẻ câu cá vậy mà con cá lại cắn vào cần của Thừa Hoan. Anh chàng nhanh nhảu ra hộ kéo cá lên, ai dè hất tung cả cần lẫn cá lên cành cây, thế là bữa tối đó có thêm món cá nướng cho bốn người. Ông Mạch có tí men nên tâm sự với ba con trẻ về chuyện gia đình và tầm quan trọng của nó. Đôi khi bận mấy thì bận nhưng chỉ cần mấy đứa rẽ qua ăn cơm với bố mẹ cũng là hạnh phúc lắm rồi. Trong khi đó bà mẹ thì ngồi ở nhà ăn cơm một mình và than vãn với hai con rùa. Tối đó Chí Minh đưa Lão Mạch về nhà. Bà Lưu thấy ông có tí hơi men thì sốt sắng lo lắng về sự an toàn. Thấy hai ông bà Mạch quan tâm nhau như vậy, Chí Minh thấy rất vui. Tối đó Chí Minh ngồi làm việc cả đêm nên sáng hôm sau bà Lưu lên gọi anh dậy ăn sáng mà mãi không thấy anh mở cửa, tưởng anh bị đột quỵ thì giờ cũng may là anh đã ra mở cửa. Xuống dưới nhà thấy hai ông bà tất bật chuẩn bị đồ ăn, lại cứ tưởng là làm cho mình, ai dè là làm để chuẩn bị mừng Thừa Hoan trở về. Vậy mà Chí Minh lại muốn cá với bà Lưu một phen rằng Thừa Hoan sẽ không về và anh sẽ đích thân đưa bà đi để đón cô. Vậy là Lão Mạch chở hai người tới công ty để đón Thừa Hoan, vừa đi bà Lưu tâm sự rất nhiều về cô con gái của mình. Hai mẹ con đã từng bất hòa nên giờ đây có vẻ rất khó để nói chuyện nhưng Chí Minh đã động viên và cho lời khuyên về sự hòa hợp. Đang đi, bà Lưu lấy lý do đau đầu để trốn không muốn đến gặp Thừa Hoan. Nhưng bằng sự khích lệ mô kích đến từ Lão Mạch và Chí Minh thì bà đã mạnh dạn để hoàn thành chuyến đi. Lúc tan làm, Thừa Hoan bị một lão khách hàng say xỉn chặn ở cửa rồi giở trò với cô. Lão ta cậy mình say nên muốn làm gì thì làm. Đúng lúc bố mẹ của Thừa Hoan tới nơi, giã cho tên hói đó một trận biết thế nào là lễ hội vì dám bắt nạt con gái của họ. Kết quả của việc đó, bà Lưu bị đưa lên đồn cảnh sát uống nước chè vì tên say rượu kia kiện bà tội hành hung. Ở đây Thừa Hoan mới thấy được tình cảm của mẹ dành cho mình. Bà bất chấp đó có là ai đi chăng nữa thì cũng nhất quyết phải bảo vệ con gái của mình. Cô ôm chầm lấy mẹ và mọi khúc mắc trước đây giữa hai người được rũ bỏ. Chí Minh cùng ông Mạch ở bên ngoài chờ đợi và gặp được tên say rượu kia thương tích đầy mặt. Chí Minh dùng quan hệ và tài năng của mình để thương thảo với tên say rượu. Không biết cả hai đã nói gì nhưng tên say rượu đó đã rút hồ sơ kiện bà Lưu và mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Chí Minh còn cẩn thận nhờ anh trợ lý mua cho bà Lưu một đôi giày mới vì sợ lúc nãy bà úy người giày bay mỗi chiếc một nẻo. Hai mẹ con Thừa Hoan vui vẻ ôm nhau về nhà khiến Chí Minh nhìn thấy mà vui lây. Tối đó về nhà, Thừa Hoan xoa dầu giúp mẹ. Hai mẹ con quan tâm nhau, tâm sự cùng nhau rất nhiều điều và bỏ qua mọi rào cản trước đây.
Mao Mao tới thăm ngồi nói chuyện một lúc thì Thừa Tào lấy cớ để đưa cô về. Cả hai dắt tay nhau đi trên đường, không biết sẽ phải công khai chuyện tình cảm này như thế nào vì một người thì quá nhỏ tuổi còn một người thì vừa ly dị chồng và đã có một con. Nhưng thôi kệ đi vì yêu ta cứ đâm đầu. Thẩm Hoan trở về nhà với một cảm giác vô cùng quen thuộc và ấm áp. Chí Minh rủ cô nàng ra ngoài tâm sự và được biết cách anh khiến tên say rượu kia hòa giải là nhờ tới vợ hắn ta đe dọa. Đang nói chuyện thì phía cảnh sát gọi tới báo tin trưởng Tử Ngọc đang gặp chuyện lừa tiền trên đồn cần anh lên đó gấp để giải quyết. Ở đồn cảnh sát lúc này Tử Ngọc như con sư tử sổng chuồng muốn ăn tươi nuốt sống tên lừa đảo kia mặc cho anh cảnh sát có khuyên can, cũng may Chí Minh đến và bảo lãnh cho cô nàng ra ngoài. Sau khi mua thuốc cho Tử Ngọc xong Chí Minh cũng đường ai nấy đi nhà ai nấy về. Ở nước ngoài thì có thể anh là người giám hộ nhưng về nước rồi thì mệnh ai người ấy lo. Tử Ngọc trở về nhà đúng lúc mẹ cô đang họp với các nhân sự công ty. Thế nhưng cô nàng khá ồn ào khiến bà mẹ bực mình nhưng lại chẳng thể làm được gì. Đã thế còn hay tin cô đã thôi học ở bên nước ngoài và trở về nước làm một blogger du lịch. Sư bố nhà cô nghe có chán không cơ chứ. Sáng hôm sau bà Lưu làm rất nhiều món ăn quê hương cho Thừa Hoan ăn. Bà còn cẩn thận tìm cho cô mấy mối gia đình có điều kiện để cô đi xem mắt nhưng cô từ chối. Lấy lý do muộn làm rồi rời đi luôn, bà Lưu thấy cô gái tuy đã về nhà nhưng tâm trí của cô thì không chỉ mải lo nghĩ công việc thôi. Sau khi ăn sáng xong bà Lưu Ngọc tới lớp học dành cho người già mà trước đó Thừa Hoan đã đăng ký. Học được khá nhiều thứ hay ho khiến bà Lưu cảm thấy thích thú. Bà nói với Lão Mạch nhất định bản thân sẽ cố gắng không thể để con gái thất vọng về mình nữa. Sáng hôm sau gia đình người chị gái của bà Lưu tới chơi và rất bất ngờ khi thấy căn biệt thư rộng lớn của nhà bà Lưu. Cũng được biết Thừa Hoan mới nhận quản lý một khách sạn lớn nên trưa bà Lưu sẽ đưa mọi người tới đó ăn cơm. Tới khách sạn vì muốn thể hiện chút sĩ diện nên bà Lưu hào phóng đặt phòng VIP nhất cho gia đình chị gái. Nhưng đến khi hệ thống yêu cầu tiền đặt cọc thì bà lại giao bí vì không có nhiều tiền như thế hơn nữa con gái bà làm ở đây mong khách sạn châm trước. Nhưng ở đâu cũng có quy tắc của nó không thể lấy tình cảm người nhà đặt vào công việc được. Quản lý thôi phải đích thân lên báo cáo với Thừa Hoan để xin phương án giải quyết vấn đề người nhà này. Thừa Hoan xử lý rất khéo tình huống này để không mất lòng người nhà mà không ảnh hưởng đến quy trình của khách sạn. Toàn bộ chi phí của người nhà cô sử dụng ở khách sạn sẽ do cô chi trả hết. Trong bữa ăn trưa đó Thừa Hoan mới biết chuyện khi còn ở quê thằng anh họ Phương Kiệt rất hay bắt nạt em trai Thừa Tào của cô. Đã thế còn đổ oan chuyện ăn cắp tiền cho Thừa Tào khiến cậu bị bác hai đánh đòn. Thừa Tào không muốn ăn cơm cùng gia đình bọn họ nên rời đi luôn. Đúng lúc này một người họ hàng của nhà bác hai tên Phương Đạt tới tham dự bữa cơm và nhận ra Thừa Hoan. Trong bữa ăn chẳng mấy vui vẻ đầy gượng gạo hai bác của Thừa Hoan liên tục nhắc về chuyện xem mắt và kết hôn cho cô. Tiện có đứa cháu Phương Đạt đây rất môn đăng hộ đối nên hai bác muốn đẩy thuyền. Nhưng Thừa Hoan từ chối vì thời Đạt mới rồi cô muốn tự do tìm hiểu hơn nữa đang trong quá trình phát triển sự nghiệp chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Bà Lưu thấy vậy cũng nói đỡ cho con gái chê cô tiêu chuẩn khá cao nên hơi có tìm đối tượng phù hợp. Sau bữa ăn mọi người về phòng nghỉ ngơi Thừa Hoan còn cẩn thận đưa thẻ của mình cho mẹ để bà lo cho hai bác và các anh đi chơi cho thoải mái. Khi bà Lưu trở về nhà vô tình gặp Trương Tử Ngọc đang đi hỏi đường tới nhà của Diêu Chí Minh, hỏi đúng người cần tìm nên Tử Ngọc cho bà Lưu hay mình chính là bạn gái của Chí Minh. Cô nàng được mời về nhà chơi đánh sạch ba bát cơm đầy rồi còn được mời uống sữa chua. Lúc này Chí Minh cũng về rất bất ngờ khi thấy Tử Ngọc ở đây, giải thích đây chỉ là con gái của một người quen tới chơi rồi lôi cô nàng ra ngoài cho đỡ phiền. Tối đó Thừa Hoan trở về được mẹ cô cho biết hôm nay có cô nàng họ Trương tới thăm Chí Minh và nói mình là bạn gái của anh. Nghe thấy điều này Thừa Hoan có chút buồn nên trở về phòng ngồi suy nghĩ. Còn bên này Trương Tử Ngọc muốn điều tra mạch Thừa Hoan là ai nên đã tới quán bar để tìm Hà Đông đang hú hí tí gái gú ở đây. Ngày hôm sau ở khách sạn thằng nhỏ Cầu Cầu lúc vui chơi đã làm bẩn váy của một vị khách ở đó nên hai bên đã xảy ra cãi vã không đáng có. Thừa Hoan phải ra mặt xin lỗi khách hàng và sẽ miễn phí toàn bộ chi phí phòng ngày hôm đó. Thấy cô cư xử khá hiểu chuyện nên vị khách đó đồng ý bỏ qua và mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Ông bác rể của Thừa Hoan không biết điều còn bày đặt nói cô vênh váo dậy đời người lớn. Tức giận Thừa Hoan không kiêng nể gì người nhà nữa cô thẳng thừng yêu cầu nếu gia đình người bác còn muốn ở đây thì phải tuân thủ quy tắc của khách sạn. Điều này càng làm mâu thuẫn trở lên căng thẳng cũng may Phương Đạt đi tới giảng hòa và mời mọi người đi tham quan. Phương Đạt tới là để bàn phương án hợp tác với Thừa Hoan. Trong khi cả hai đang bàn bạc kế hoạch thì từ đằng xa cô nàng Trương Tử Ngọc lén theo dõi và chụp hình lại cảnh đó. Chí Minh phát hiện ra Tử Ngọc đang lén lút ở khách sạn thì muốn đuổi cô đi, nhưng thân là một blogger du lịch thì cô ở đây là chuyện bình thường. Đã thế còn muốn xin làm việc ở khách sạn và sẽ đối đầu trực tiếp với Thừa Hoan. Nói xong cô nàng bướng bỉnh chạy thẳng lên văn phòng của Thừa Hoan để đăng ký xin việc. Thấy đây là người nhà của Chí Minh nên Thừa Hoan lịch sự đón tiếp. Đây cũng là lần đầu Chí Minh gặp Phương Đạt đang bàn bạc kế hoạch tổ chức lễ cưới cho khách hàng sắp tới. Thừa Hoan yêu cầu Tử Ngọc phải làm theo quy trình phỏng vấn của khách sạn và lần tới gặp lại hãy đưa lên phương án cùng lý do muốn xin vào khách sạn Hưng An Lý để làm việc. Trước những lời quá chuẩn đó thì Tử Ngọc đồng ý và kéo Chí Minh rời đi. Tối hôm đó vì biết Thừa Hoan chịu nhiều áp lực từ công việc cũng như gia đình nên Chí Minh đã rủ cô đi chơi, cả hai lên xe buýt hai tầng dạo quanh ngắm nhìn thành phố.
Nhân thiên thời địa lợi, Chí Minh đã thổ lộ tình cảm của mình với Thừa Hoan. Lần này là thật và anh cực kỳ nghiêm túc muốn cô làm bạn gái mình. Cô muốn anh chứng minh nhưng anh lại đần mặt ra không biết phải làm sao. Thế là Thừa Hoan chủ động hôn Chí Minh và thế rồi cả hai xe đắm đá lưỡi nhau ở hàng ghế cuối của xe buýt. Trở về nhà, Thừa Hoan dặn Chí Minh tạm thời chưa công khai chuyện tình cảm vội để tránh gặp rắc rối với những người họ hàng kia và nhất là với bố mẹ cô. Đợi tới thời cơ thích hợp rồi sẽ công bố sau. Cả hai lén lút dắt tay nhau về phòng, luyến tiếc trao nhau nụ hôn tạm biệt rồi ai về giường người nấy. Đúng là có tí tình yêu vào khiến con người ta phấn khởi hẳn. Vừa mới tạm biệt nhau, cả hai đã chạy ra ban công để nói nhớ nhung rồi hẹn nhau ngay mai cùng đi làm. Ba mẹ ngủ trong phòng lại cứ tưởng đàn chuột đang hú hí bên ngoài, chuyển cảnh Thừa Tào dẫn bố con Phương Kiệt và mẹ con mau mau đi thủy cung chơi. Trong lúc nghỉ ngơi, Cầu Cầu con trai của Phương Kiệt đã tranh giành đồ chơi với con trai của Mau Mau nên đã xảy ra mâu thuẫn. Phương Kiệt tính lên mặt dạy đời Thừa Tào nhưng bị anh bật lại nên cũng rén ngang. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi từ đó nhưng tên anh họ Phương Kiệt này lại về mách với bố mẹ. Thế là Thừa Tào bị gọi về nhà và ăn một tràng khiển trách từ mẹ và các bác. Anh cảm thấy không phục vì bao năm qua đã nhẫn nhịn gia đình bác gái quá nhiều. Thấy anh có thái độ ông bác rể gằn giọng mỉa mai, bà Lưu không biết dạy con để chúng nó cãi lại người lớn như vậy. Bà Lưu bắt Thừa Tào phải xin lỗi nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh cũng không cần ở ngôi nhà này nữa nên quay lưng rời đi. Nhờ Chí Minh đang đứng bên ngoài gửi lời tới chị gái không cần lo cho mình vì lúc này anh cần được yên tĩnh. Tức nước vỡ bờ, Thừa Hoan đã kể hết toàn bộ tật xấu của thằng anh họ Phương Kiệt đã bắt nạt Thừa Tào như thế nào. Chẳng qua là Thừa Tào đã nhẫn nhịn để vun vén tình cảm gia đình. Ông bác rể thấy vậy lại lên mặt dạy đời chửi rủa gia đình Thừa Hoan khi xưa thì nhờ vả hết sức, giờ giàu lên một tí thì trở mặt không coi ai ra gì. Thấy bất bình nên Chí Minh đã đi vào dằn mặt gia đình người bác, nói họ đang xông vào nhà bất hợp pháp và quấy rối vì căn nhà này thuộc quyền sở hữu của anh. Không thể làm gì được nên gia đình người bác gái rời đi trong sự phẫn nộ. Người bác gái chỉ biết bất lực xin lỗi bà Lưu rồi cũng rời đi. Ra ngoài, Thừa Hoan đã trút hết sự tức giận trong lòng với Chí Minh. Anh lắng nghe toàn bộ muộn phiền đó của cô và cho lời khuyên để cô nàng bình tâm giải quyết mọi chuyện. Thừa Tào cô nén nỗi buồn tới nhà của Mao Mao để thăm cô và Đinh Đinh. Vì trước đó Thừa Hoan đã gọi báo tin cho Mao Mao nên cô nàng rất cảm thông với tâm trạng của Thừa Tào. An ủi anh để anh vui hơn, nếu anh không muốn về nhà thì đây sẽ là nhà của anh. Anh cảm kích và ôm Mao Mao vào lòng. Bà Lưu rất buồn về chuyện cãi nhau với gia đình chị gái. Chí Minh cảm thấy có lỗi vì đã đuổi gia đình người bác đó đi nên chân thành xin lỗi bà Lưu. Ở bên này khách sạn, gia đình người bác trước khi rời đi đã để lại một bãi chiến trường trong phòng, buộc một người quản lý như Thừa Hoan phải sắn tay vào làm cùng tổ lao công dọn dẹp để kịp đón lượt khách tiếp theo. Hôm sau, Thừa Hoan và Phương Đạt đang đi thì gặp một cô bé bán hoa nói hai người rất đẹp đôi để mời mua hoa. Đúng lúc này Chí Minh đi tới mua hết số hoa của cô bé đó để tặng cho Thừa Hoan. Cả hai còn công khai tình cảm trước mặt Phương Đạt làm anh chàng chán luôn vì đã mất cơ hội tấn công Thừa Hoan. Sau đó cặp đôi của chúng ta tới nhà Mao Mao thăm Thừa Tào và cũng khoe luôn chuyện tình cảm với đôi bạn trẻ đó. Đôi bạn cũng không ngần ngại cho biết chuyện tình cảm của bọn họ khiến Thừa Hoan rất vui. Lúc này Thừa Tào mới nhớ về những tin nhắn mà mẹ cô mong cả gia đình sẽ đoàn tụ. Cũng sắp tới sinh nhật cô, theo truyền thống cả nhà sẽ quây quần nên hôm đó tất cả sẽ cùng nhau trở về. Chuyển cảnh Trương Tử Ngọc theo đúng lời hẹn tới nộp CV phỏng vấn và bản kế hoạch marketing cho Thừa Hoan. Khách sạn Hưng An Lý cho cô nàng cảm giác ấm cúng, thứ mà cô không hề cảm nhận được khi ở nhà. Cũng muốn chứng tỏ bản thân với mẹ mình để cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Nghe rất đồng cảm nên Thừa Hoan đã nhận Tử Ngọc vào làm khiến cô nàng rất vui. Sau đó Thừa Hoan cho tổ chức một cuộc họp nội bộ các nhân viên khách sạn để rút kinh nghiệm sau vụ họ hàng nhà cô và kế hoạch cho quý tiếp theo. Một số nhân viên ở đó bất mãn với việc họ hàng nhà cô làm rối tinh cả khách sạn, đồng thời cảm thấy không hài lòng về kế hoạch tiêu chuẩn hóa mà Thừa Hoan đưa ra. Đúng lúc mọi người đang căng thẳng thì mẹ của Thừa Hoan đi tới mang theo suất cơm khiến cô nàng không ra thể thống gì. Một giây trước nói tiêu chuẩn hóa khách sạn mà ngay giây sau mẹ đã xách cơm đến giữa cuộc họp đang vô cùng căng thẳng. Như thế này thì một người quản lý như Thừa Hoan còn nói được ai nữa. Cô rất cáu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh yêu cầu mẹ từ lần sau trong lúc cô làm việc bà không được tới nữa để tránh làm phiền. Còn bà Lưu chỉ muốn con gái về nhà nhưng cô muốn có cuộc sống riêng của mình. Lời nói ra không thể rút lại, sát thương vô cùng lớn nên hai mẹ con lại trở lên mâu thuẫn, chia ly mỗi người một ngả. Cảm xúc của Thừa Hoan lúc này vô cùng bất lực ức chế nhưng lại chẳng thể làm được gì. Khi bình tĩnh lại, Thừa Hoan gọi điện nhờ Chí Minh đi xem giúp mẹ mình vì những lời nói vừa rồi cũng hơi quá đáng thật. Lúc này ở bên phía bà Lưu, Tử Ngọc đã đến bên để an ủi bà. Cô rất ngưỡng mộ tình cảm mẹ con của Thừa Hoan và bà Lưu. Mặc dù cãi nhau bất hòa nhưng vẫn rất quan tâm đến nhau. Đó là thứ mà cô và mẹ không bao giờ làm được. Chí Minh cũng về và an ủi bà Lưu thay cho Thừa Hoan. Khi bà Lưu rời đi, Chí Minh đã cho Tử Ngọc biết chuyện yêu đương của anh và Thừa Hoan để cô không tới đây làm phiền nữa. Nhưng Tử Ngọc lại thấy đó là một chuyện vui và chúc phúc cho Chí Minh. Tối đó Chí Minh đón Thừa Hoan về nhà để hai mẹ con có thể giải quyết mâu thuẫn với nhau. Cả hai đã trút hết những tâm sự trong lòng để hiểu nhau nhiều hơn.
Sau khi đã nói ra được những khúc mắc cũng được giải tỏa, hai mẹ con ôm nhau trong sự xúc động và lại yêu thương nhau nhiều hơn. Tối đó vì nhớ Thừa Hoan quá nên Chí Minh đã bắc thang xuống để gặp cô. Cô cũng cảm ơn anh vì đã giúp hai mẹ con hòa hợp trở lại. Chuyển cảnh hôm đó là sinh nhật của Thừa Tào nên Mao Mao đã đích thân đi chọn quà cho anh. Khi cô đến trường để đón Đinh Dinh đi ăn sinh nhật thì cô giáo cho hay bố của Đinh Đinh đã tới đón cậu bé về trước. Lập tức Mao Mao tới nhà của chồng cũ để đòi con nhưng anh ta không cho phép. Tiêm vào đầu thằng bé chuyện mẹ nó đã đi tìm bạn trai và không yêu thương nó nữa. Kết quả làm cho Đinh Đinh không muốn quay về với mẹ mặc cho Mao Mao có nịnh như thế nào đi chăng nữa. Thất bại trong việc giành con nên cô tới quán lẩu nơi Thừa Tào đang chờ sẵn. Thái độ lúc này của Mao Mao vô cùng khác. Cô muốn Thừa Tào suy nghĩ lại về chuyện tình cảm của cả hai sẽ chẳng thể giữ kín mãi như thế được. Cô cũng phải giành quyền nuôi con nên quyết định chấm dứt mối quan hệ yêu đương với anh từ đây. Buồn bã trở về Thừa Tào quên luôn cả sinh nhật mà gia đình đang chờ để tổ chức cho anh. Nhận được tin nhắn Thừa Hoan vội mang bánh tới địa điểm. Để lại Chí Minh cùng bố mẹ cô dự lễ sinh nhật mà không có hai chị em. Thừa Hoan mang bánh tới công viên gặp Thừa Tào, tặng cho anh món quà sinh nhật của mọi người. Biết anh buồn về chuyện tình cảm với Mao Mao nên chị gái đã cho lời khuyên, chị sẽ không ép Thừa Tào về và mọi chuyện sẽ cho anh hoàn toàn quyết định. Nhận được lời khuyên từ chị gái, Thừa Tào sốc lại tinh thần muốn nhờ chị tổ chức giúp mình một sự kiện cho bố mẹ và bé. Cốt là để hàn gắn tình cảm của Mao Mao với Đinh Đinh. Thừa Hoan rất vui và sẽ hết lòng giúp em trai thực hiện quả kèo này tại khách sạn Hưng An Lý. Sau đó Thừa Hoan về nhà tâm sự với mẹ thay cho em trai để bà hiểu nỗi lòng của anh hơn. Anh là một người rất có trách nhiệm và luôn nghĩ đến gia đình. Tạm thời anh sẽ không về để giải quyết nốt một số chuyện cá nhân. Sau một hồi tâm sự, bà mẹ cũng hiểu và thấy thương hai đứa con của bà nhiều hơn. Sáng hôm sau, Mao Mao đang rất buồn vì đã nói lời tệ bạc với Thừa Tào, thế nhưng anh bất ngờ xuất hiện với một đống hồ sơ và hạ quyết tâm sẽ giúp Mao Mao giành được quyền nuôi con. Anh cũng nghiêm túc về chuyện tình cảm với Mao Mao và sẽ không để hai mẹ con cô phải chịu thiệt thòi. Mao Mao vô cùng xúc động trước tình cảm của Thừa Tào và ôm chầm lấy anh vì nỗi nhớ nhung. Thừa Hoan trong lúc ăn trưa với Chí Minh đã xin anh một vài ý tưởng về việc tổ chức chương trình bố mẹ và con. Cô muốn giúp bạn thân và em trai mình nên có bận mấy cũng phải thực hiện bằng được. Trong khi đó, Thừa Tào cùng Mao Mao đi thuyết phục các cô giáo đồng ý tham gia sự kiện bố mẹ và con sẽ được tổ chức ở khách sạn Hưng An Lý. Chí Minh về khách sạn yêu cầu trợ lý Hà Đông mau chóng thực hiện luôn kế hoạch sự kiện cha mẹ và con giúp Thừa Hoan. Mặc kệ KPI của các dự án khác đang dí sát đít anh đây méo quan tâm. Tối đó tại nhà của Tử Ngọc, cô khoe với mẹ mình đã được nhận vào khách sạn Hưng An Lý làm việc nhưng bà mẹ lại vô cùng thất vọng. Bà chê cô không có chí tiến thủ mà lại vào làm một vị trí cực kỳ thấp hèn nhưng Tử Ngọc lại phản đối tư tưởng đó. Bà mẹ bực mình vì uổng công bà đã đầu tư cho Tử Ngọc những thứ tốt nhất nhưng cô toàn làm tổn thương khiến bà buồn. Còn Tử Ngọc thì cho rằng những thứ đó toàn là những điều mà mẹ cô muốn, không tìm được quan điểm chung nên Tử Ngọc quay lưng rời đi. Sáng hôm sau, các nhân viên lễ tân khách sạn chuẩn bị cho chương trình bố mẹ và con. Thanh niên trưởng bộ phận lễ tân Liêu Cương, người có thành kiến với Thừa Hoan, đã tiếp cận Phương Đạt và nhận sẽ chịu trách nhiệm làm dàn thép cho sự kiện. Phương Đạt thấy ok nên đặt hết niềm tin vào tên đó. Ở bên này, trong cuộc họp online của bà Trương Bồi Sinh và Chí Minh với đối tác ngoại quốc Amber, sau khi đưa ra được phương án kinh doanh mạnh hơn, đanh thép hơn thì cả bà Trương và đối tác ngoại quốc đã phải đồng ý khôi phục lại quyền hạn điều hành khách sạn cho Chí Minh. Sau khi kết thúc cuộc họp, Chí Minh cũng đưa ra lời cảnh cáo với bà Trương Bồi Sinh, nếu còn dở thủ đoạn ra tay với khách sạn Hưng An Lý thì anh sẽ không để bà ngồi yên ở vị trí hiện tại đâu. Chuyển tới sự kiện ở khuôn viên khách sạn, Thừa Tào đã thành công thuyết phục Đinh Đinh rằng mẹ cậu bé luôn yêu thương và bảo vệ cậu. Cuối cùng cậu bé đã đồng ý tham gia trò chơi và hai mẹ con lại yêu thương nhau. Trong khi các cháu nhỏ biểu diễn văn nghệ, một trận gió to thổi tới làm tấm dàn phông nền của sự kiện lung lay. May có Thừa Hoan kịp thời phát hiện ra nên xử lý, Chí Minh cũng có mặt đúng lúc để giữ cùng cô nàng, nếu không cả tấm biển kia sẽ đổ vào đám trẻ ở đằng trước. Cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi, Chí Minh tặng cho Thừa Hoan một sợi dây chuyền kỷ niệm làm tín vật tình yêu giữa hai người. Tối đó Thừa Hoan rất bực mình khiển trách cách làm việc của đối tác Phương Đạt. Anh ta cho biết quản lý lễ tân Liêu Cương đã nhận nhiệm vụ làm bộ dàn đó khiến Thừa Hoan càng bực mình hơn. Yêu cầu ngày mai cả khách sạn sẽ có một cuộc họp gấp. Ngay sáng hôm sau, một cuộc họp được tổ chức. Thừa Hoan tuyên dương tất cả mọi người đã hoàn thành xuất sắc sự kiện cha mẹ và con. Sau đó khiển trách Liêu Cương và đuổi việc anh ta vì tội cắt xén nguyên vật liệu và nhận hối lộ ở khách sạn. Tên này vẫn giả mũng cãi rồi vênh mặt đổ cho Thừa Hoan không biết cách quản lý, mặc dù cô đã từng cho anh ta rất nhiều cơ hội. Tên điên này cùn tính hất thẳng cốc nước vào mặt Thừa Hoan rồi quay đít chim cút. Tất cả diễn biến vụ việc đã được Tử Ngọc dùng máy quay ghi lại. Khi Chí Minh xem được đoạn video đó thì vô cùng tức giận, anh lập tức đi tìm Thừa Hoan để an ủi. Thấy sức khỏe cô có vẻ mệt nên anh đưa tới phòng y tế để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Thừa Tào đã về nhà để thăm gia đình, mẹ anh vô cùng xúc động khi thấy anh. Anh đặc biệt mua bánh ngọt về cho mẹ và chị, còn bà mẹ thì làm món sủi cảo nhân tôm mà Thừa Tào cực kỳ thích. Hai mẹ con ngồi tâm sự giải tỏa những khúc mắc trong lòng sau trận cãi nhau lần trước.
Tối đó có một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà khiến bà Lưu và Thừa Hoan vô cùng sợ hãi. Ông ta tự xưng mình là bố của Chí Minh tới để thăm con trai. Lúc này Thừa Hoan mới nhớ Chí Minh từng kể bố anh đã rời bỏ gia đình trong lúc khó khăn nhất. Nhận ra đây chính là bố của Chí Minh thật nên hai mẹ con nhượng bộ và sẽ gọi Chí Minh về để tiếp chuyện với ông ta. Chí Minh trở về trong sự tức giận vì ông bố đã bỏ rơi mẹ con anh, giờ còn vác xác về đây làm quần què gì. Túm cổ lôi ông già ra ngoài cho lên xe chở thẳng tới sân bay để cút về Thủy Điển. Thế nhưng lần này ông ta trở về là để nhận lại anh nên nhất quyết sẽ không rời đi. Lợi dụng đến ngã tư chờ đèn đỏ, ông già đã chạy đi mất. Chí Minh cay cú nhớ lại khoảng thời gian khi anh còn là một cậu trai, bố anh suốt ngày rượu chè cờ bạc khiến gia đình ly tán. Anh phải vất vả mưu sinh kiếm sống nên cực kỳ hận người cha đó. Sáng hôm sau, bố của Chí Minh tới khách sạn để gặp Thừa Hoan vì ông ta cho rằng khách sạn này là của mình. Thế nhưng di chúc của bà ngoại để lại đã cho Thừa Hoan quản lý khách sạn này, nhưng ông già méo nghe, ông ta đòi Thừa Hoan phải trả lại khách sạn cho Chí Minh. Cô nàng đành nhượng bộ nói sẽ sắp xếp cho ông ta một phòng nghỉ ngơi, còn sau đó sẽ báo với Chí Minh xử lý. Cô dặn chú thôi không được để ông ta đi vào khu vực làm việc và chi phí phòng, cô lại bỏ tiền túi của mình ra để thanh toán. Lúc sau Chí Minh tới phòng tìm ông bố của mình, yêu cầu ông lập tức rời khỏi khách sạn ngay và luôn. Nhưng ông già lươn lẹo không chịu đi, đã thế còn lấy hộ chiếu rồi chạy vào phòng vệ sinh khóa trái cửa. Anh không muốn ông bố tệ bạc kia suốt ngày đến làm phiền Thừa Hoan và khách sạn nên muốn cho cút xéo luôn. Trở về nhà biết Chí Minh buồn nên Thừa Hoan đã mặc bộ đồ hoa hướng dương nhảy múa cho anh xem để anh thấy vui hơn. Sau đó cô nàng ngồi tâm sự an ủi anh, cô có kinh nghiệm xử lý các cuộc cãi vã với phụ huynh nên sẽ giúp anh giải quyết vấn đề với ông bố. Đang nói thì bà Lưu đi lên nên cả hai đành phải diễn cảnh không quan tâm nhau để bà Lưu đỡ nghi ngờ. Sau đó lão Mạch ngồi tâm sự với Thừa Hoan, cảm ơn cô đã nhiệt tình giúp đỡ bố con Chí Minh. Việc cô làm đã tạo một nấc thang giúp Chí Minh xuống nước và có thể hòa giải được với ông bố. Sáng hôm sau, Diêu Nhân Phú, bố của Chí Minh, tập hợp các nhân viên phục vụ khách sạn để xì đều và kích động đình công đòi quyền lợi. Bà Lưu ở gần đó nghe thấy nên đi tới chửi lão Phú là đồ đều cáng. Thế là cả hai ông bà thông gia tương lai cùng ngồi lại để uống cà phê và dằn mặt nhau. Từ giờ bà Lưu sẽ theo sát hành tung của lão Phú để lão ta không làm gì ảnh hưởng đến con gái bà. Ở bên này, Chí Minh đi câu cá cùng lão Mạch. Ông đã biết chuyện Chí Minh và con gái mình hẹn hò. Lão Mạch lo lắng chuyện của Chí Minh với bố anh vì giữa hai bên gia đình vô cùng phức tạp. Sau một hồi tâm sự, Chí Minh khẳng định với lão Mạch rằng anh sẽ nguyện dành cả đời để đối xử tốt với Thừa Hoan, không đi vào vết xe đổ như những gì bố anh đã từng làm. Vì được lão Mạch chấp thuận việc yêu đương nên lúc về, Chí Minh đã lái xe chở bố vợ tương lai để lấy tí lè. Ở một diễn biến khác, bà Trương Bồi Sinh vì muốn đối phó với Chí Minh nên đã mời lão Phú tới để giở trò lôi kéo, muốn lão Phú ủng hộ mình ở khách sạn. Trước số tiền mà bà Trương bơm cho cùng với việc lão Phú cũng muốn lấy lại khách sạn cho Chí Minh nên đã đưa ra thỏa thuận hợp tác. Lão Phú không đối phó được với Thừa Hoan nên đã tiếp cận bà Lưu để tán tỉnh rồi muốn cả hai tiến tới yêu đương. Đúng là già cả mà lại đổ đốn, bà Lưu thấy ớn hết cả người nên đã tìm tới công ty mới của Chí Minh. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi với lão Phú, bà Lưu mới hay con gái bà và Chí Minh đang có quan hệ yêu đương. Con chuột đêm nào cũng lục đục trên gác mái lại chính là anh. Sau một hồi tra khảo, cuối cùng bà Lưu cũng đồng ý cho đôi con trẻ tiến tới yêu đương. Yêu cầu của bà là sau khi kết hôn anh sẽ về ở rể để gia đình đông thành viên. Đúng ý nhà thơ nên Chí Minh vui vẻ đồng ý luôn. Tiếp đó bà Lưu theo chân Chí Minh đi khảo sát các cửa hàng để xem anh có gái gú gì không. Sau một ngày vất vả di chuyển bận bịu tối mặt thì bà phải công nhận thời gian đâu mà vớ vẩn được cơ chứ. Về tới nhà, bà Lưu bắt đầu tra khảo đôi con trẻ về chuyện yêu đương. Cũng lo ngại chuyện gia đình của Chí Minh sẽ ảnh hưởng đến Thừa Hoan nhưng anh cam kết sẽ không có chuyện đó. Chí Minh thật lòng muốn cưới Thừa Hoan, anh sẽ mời luật sư viết cam kết để lại toàn bộ tài sản của mình cho cô để làm sự uy tín. Anh mong bà Lưu sẽ cho anh một cơ hội để anh được trở thành thành viên của gia đình này. Sau đó lão Mạch đi vào phá vỡ bầu không khí nghiêm túc vì lão đã biết từ lâu mà không thèm nói với bà Lưu làm bà dỗi luôn. Thế là bà Lưu mắng cho lão Mạch một tràng dài vì tội giấu giếm. Thừa Hoan vào đi vào tiếp tục công tác tư tưởng cho mẹ để bà chấp nhận chuyện hai đứa. Thừa Hoan nhận định Chí Minh là một người rất tốt và nghiêm túc kể cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Sau một hồi thuyết phục thì bà Lưu cũng đồng ý và tin vào phán đoán của con gái. Chuyển cảnh để lão Phú và Chí Minh hòa hợp hơn, Thừa Hoan đã đặc biệt chuẩn bị một buổi đánh giá ở khách sạn và khách mời chính lên phát biểu chính là lão Phú. Về độ ăn chơi và hưởng thụ thì đúng là không ai bằng lão Phú này được. Nhân cơ hội gặp lại Chí Minh, lão Phú đã mời anh đi ăn trưa để tăng tình cảm bố con. Trong bữa cơm, lão Phú muốn hàn gắn tình cảm bố con nhưng Chí Minh vẫn giữ thái độ xa lánh. Thấy ông mang rượu đều tới, biết là đã bị lừa nên Chí Minh đành gọi người mang rượu của mình ra để tiếp bố. Sau khi đã say ngoắc cần câu, anh cùng Thừa Hoan đùn ông về phòng bằng con xe hàng. Sau đó Thừa Hoan động viên Chí Minh hãy cho bố anh một cơ hội để hòa hợp. Vì máu mủ là thứ thiêng liêng, dù có như thế nào thì ông cũng là bố anh và ông cũng đã biết lỗi sai của mình. Cảm kích trước những điều Thừa Hoan làm cho mình, anh ôm cô vào lòng thật ấm áp.
Ở một diễn biến khác, trợ lý của bà Trương Bồi Sinh tìm lão Phú để nhờ ông lấy giúp một thẻ công tác của khách sạn. Mục đích là để đứa cháu gái có thể ra vào tiếp cận một thần tượng chuẩn bị tới lưu trú tại khách sạn Hưng An Lý. Lão Phú nghe theo và lợi dụng lúc các cô lễ tân không của nhân viên khách sạn. Khi ra đến ngoài gặp lại Thừa Hoan, cô còn nhiệt tình hướng dẫn ông cách mở cửa phòng bằng điện thoại thông minh rồi còn mời ông tới nhà mình dùng bữa cơm thân mật. Điều này làm lão Phú có chút áy náy về hành động trộm cắp hai mang của mình. Trong khi đó, Chí Minh cùng bố mẹ Thừa Hoan đi siêu thị mua rất nhiều thực phẩm để chuẩn bị nấu bữa tối mừng cả nhà đoàn tụ. Món hôm nay bà Lưu làm có tên canh cá đậu hũ, có cách chế biến cực kỳ khó làm. Dạy xong cách làm, bà Lưu giao lại hết việc cho Chí Minh để anh thỏa sức sáng tạo trong bếp. Thừa Hoan thấy anh thật đáng yêu, không biết có làm nên cơm cháo gì không. Bà Lưu và ông Mạch ra phòng khách thưởng trà và bánh chờ đợi anh con rể tương lai nấu cho mình ăn. Hai ông bà còn alo cho Thừa Tảo để khoe chị gái anh đã có bạn gái. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt anh về mà xem. Trong khi đó, Thừa Tảo đang đi siêu thị mua đồ cùng với Mau Mau. Ở bên này, ông Phú mang thẻ nhân viên vừa trôm được tới cho thư ký Châu. Ông cũng lén bật ghi âm để thu lại cuộc nói chuyện xem bà Trương Bồi Sinh muốn âm mưu hãm hại gì tới con trai ông. Ông không muốn lấy oán báo ân vì Thừa Hoan đã giúp ông hàn gắn với con trai, đem trả lại số tiền đã nhận trước đó từ phía bà Trương, nhưng há miệng mắc oai chẳng thể quay đầu. Tên thư ký đó yêu cầu ông nếu đã trả thì phải trả đủ cộng với 20% tiền lãi, làm ông Phú hãi luôn. Sáng hôm sau, khách sạn Hưng An Lý đột nhiên mất điện mà không rõ nguyên nhân. Cũng sắp tới giờ đón đoàn đại biểu về nghỉ dưỡng khiến Thừa Hoan vô cùng lo lắng, nghĩ ra đủ cách để khôi phục lại nguồn điện. Ông Phú thấy áy náy nên đã cho biết sự thật rằng có người đã cố ý phá đường dây điện. Ông sẽ giải thích sau giờ, việc quan trọng là phải đi sửa trước đã. Lúc này ông Phú mới kể cho Thừa Hoan biết đây toàn bộ là kế hoạch phá hoại của bà Trương Bồi Sinh. Ông cũng đã thu âm toàn bộ lời đe dọa của tên thư ký nói với ông và đưa cho Thừa Hoan xem. Quản lý Thôi sau khi kiểm tra đã phát hiện ra khu vực phòng điện có kẻ phá hoại, giờ sửa cũng phải mất một tiếng. Trong khi đó, đoàn đại biểu 15 phút nữa sẽ có mặt, không thể để họ đứng chờ được. Thừa Hoan nhanh trí nhờ ông Phú sẽ dẫn đoàn đại biểu đi tham quan lịch sử Thượng Hải vì ông có tài diễn thuyết. Được Thừa Hoan đặt niềm tin, ông Phú vô cùng xúc động, hứa sẽ không để cô phải thất vọng. Quả nhiên Thừa Hoan đã không nhìn nhầm người. Ông Phú đã giúp đoàn khách hiểu hơn về lịch sử của khách sạn Hưng An Lý vì bản thân ông đã từng là chủ đời đầu của khách sạn. Bài diễn thuyết của ông vô cùng hấp dẫn, đã câu thêm được rất nhiều thời gian. Thừa Hoan dành lời cảm ơn chân thành tới ông Phú. Nếu không có ông thì hôm nay mọi chuyện sẽ không được thuận lợi như vậy. Chí Minh khi biết tin tức giận tới trách cứ bố mình đã cấu kết với bà Trương để hãm hại khách sạn. Thừa Hoan vội tới giải thích, nói đỡ cho ông Phú để Chí Minh hạ hỏa. Sau đó cả hai tới phòng làm việc của bà Trương để chất vấn bà ta. Bà này vẫn cãi cố nên phía cảnh sát có mặt để áp giải về đồn với tội danh xúi dục phá hoại tài sản. Kẻ phá hoại đã khai hết sự thật, hơn nữa Chí Minh còn có bản thu âm Châu Nam uy hiếp bố anh, không thể cãi được nữa nên bà Trương Bồi Sinh phải cuốn gói về đồn thẩm vấn. Trên đường trở về, Thừa Hoan đã thuyết phục Chí Minh cho bố anh một cơ hội làm lành vì những việc ông làm gần đây đã thể hiện được sự cải tà quy chính. Trở lại phòng khách sạn, Chí Minh muốn nói chuyện với ông Phú nhưng không thấy ông đâu. Chỉ đến khi Thừa Hoan gọi thì ông mới nghe máy. Thấy con trai đã tha thứ và muốn làm lành với mình, ông Phú rất vui. Lập tức trở về khách sạn để đoàn tụ, nhưng khi ông đi tới ngã tư không chịu để ý đã bị một chiếc ô tô đâm trực diện, chấn thương sọ não. Khi Chí Minh và Thừa Hoan tới bệnh viện, bác sĩ thông báo bệnh nhân đã nguy kịch và ra đi, người nhà hãy về lo hậu sự. Lúc này Chí Minh mới hối hận về những câu nói sát thương mà mình dành cho bố. Đã quá muộn màng để hai bố con nhận lại nhau, và đến khi gần đoàn tụ thì nay bố đã không còn. Anh nằm trong phòng của ông Phú cả đêm mặc kệ mọi thứ bên ngoài. Thừa Hoan ngủ gật ngoài cửa chờ Chí Minh. Bà Lưu và ông Mạch tới lo lắng cho tình hình của anh con rể tương lai thì sốt sắng đi vào khuyên anh hãy phấn chấn lên. Thấy anh chẳng có phản ứng gì, hai ông bà ra sức khuyên giải, mong anh hãy vượt qua nỗi đau. Người mất thì cũng đã mất rồi, giờ phải sống cho tương lai. Nói xong hai ông bà rời đi, để lại đôi con trẻ tự an ủi lẫn nhau. Thừa Hoan an ủi Chí Minh muốn cả hai cùng về nhà. Bố mẹ Thừa Hoan thấy Chí Minh như vậy thì cũng tự tay vào bếp và chuẩn bị trà cho con rể tương lai của mình. Thấy bát bún có chữ chúc mừng sinh nhật khiến cho Chí Minh có chút cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Lần đầu tiên anh có cảm giác được gia đình chúc mừng sinh nhật đã khiến anh vừa ăn vừa khóc. Tối đó Thừa Hoan nói Chí Minh không cần phải lo lắng vì chuyện của bố anh đã có cô và Hà Đông giải quyết. Cô cũng đưa mẫu hàng mà bố của anh đã lựa chọn cho anh để làm kỷ niệm. Thừa Hoan cũng cho biết sau khi Thừa Hoan ăn xong bát mì trường thọ cũng có nghĩa anh là con của mẹ mình nên từ nay đây chính là nhà của Chí Minh. Sau đó Thừa Hoan đã ôm lấy mẹ của mình để cảm ơn bà về chuyện ngày hôm nay. Sáng hôm sau đôi chim cu đã đến thăm mộ của ông Diêu Nhân Phú. Hồi nhỏ Chí Minh đã từng rất ghét bố của mình vì ông là người ích kỷ vô lại. Nhưng mãi đến sau này Chí Minh mới nhận ra người sai là mình. Tuy rằng bố của anh đã làm chuyện có lỗi với rất nhiều người nhưng chỉ có Chí Minh thấy ông là một người tốt. Ngay sau đó thì chú Thôi cũng đã thông báo cho hai người họ biết Hưng An Lý đã được bình chọn vào top 10 khách sạn lớn đặc sắc.
Nhờ sự góp sức của mọi người ở khách sạn nên Thừa Hoan đã tăng thưởng cho mọi người cũng những ngày nghỉ phép. Đúng lúc này thì Tử Ngọc cũng nói rằng mình phải quay về Thụy Sĩ. Tử Ngọc biết rằng chuyện của mình đã làm với Hưng An Lý là sai trái, nhưng giờ đây chuyện xấu của bà đã bị truyền xa khiến bà không có việc làm. Giờ đây Tử Ngọc muốn đưa mẹ sang Thụy Sĩ để có thể thay đổi cuộc sống, nhưng nếu Tử Ngọc quay trở về thì Hưng An Lý lúc nào cũng sẽ chào đón cô. Ở một diễn biến khác, Chí Minh đã đến chợ mà bà Lưu hay mua để mua thực phẩm, nhưng về nhà anh lại không biết nấu mà thuê người đến giúp anh. Tối đó anh đã nói phét với gia đình Thừa Hoan rằng mình đã đích thân nấu những món này để cảm ơn vì thời gian qua cả nhà đã luôn quan tâm đến anh. Sau đó cả nhà đã cùng nhau nâng ly để chúc mừng chuyện vui của đôi chim cu. Thừa An cũng đã gửi lời cảm ơn đến bà nội của mình. Nhờ có bà mà cô và gia đình mới vui vẻ và hạnh phúc như ngày hôm nay, nên Thừa Hoan mong bà ở thế giới bên kia cũng sẽ như vậy. Sáng hôm sau, bà Lưu bất ngờ nhận được tin sét đánh khi bệnh viện thông báo bà có một vết nám ở phổi cần phải kiểm tra lại. Sau kiểm tra, bác sĩ thông báo bà Lưu có một khối u ở phổi đã khiến bà giống như người mất hồn. Trở về nhà, bà cảm thấy tức ngực, khó thở giống với những triệu chứng mà bác sĩ đã nói. Đến khi tra mạng thì biết được nó là triệu chứng của ung thư phổi khiến bà như sụp đổ. Đến tối, Thừa Hoan trở về thấy mẹ của mình có điều bất thường, nhưng bà vẫn giấu giếm nói rằng mình chỉ đau đầu nhẹ. Bà Lưu bất ngờ thúc giục Chí Minh và Thừa Hoan mau chóng kết hôn khiến cả hai đều bất ngờ. Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt bố mẹ đi du lịch thì Thừa Hoan cũng tìm đến Thừa Tảo nói anh hãy công bố mối quan hệ giữa anh và Mao Mao cho mẹ biết. Lúc này Mao Mao cũng nhận được tin con trai bị Tống Hoài Dân đánh đập, nhưng sau khi tìm đến thì anh ta đã đưa con trai của mình đến chỗ của bà nội. Tống Hoài Dân cố tình gây khó dễ cho Mao Mao để cô có những hành động quá khích như vậy sẽ được camera ghi lại rồi kiện lên tòa án. Nhưng Thừa Hoan và Tiểu Tảo đã vô cùng bình tĩnh mà đưa cô ấy rời đi. Bên này bà Lưu đi du lịch nhưng lại chẳng hề vui vẻ mà muốn trở về với các con của mình. Thừa Tảo vừa hoàn thành thủ tục vụ kiện của Mao Mao vào ngày mai xong khiến tâm trạng anh vô cùng vui vẻ. Anh nắm tay cô mong cho ngày mai chiến thắng trong vụ kiện. Đúng lúc thầy U và mẹ anh trở về nhìn thấy cảnh con trai mình nắm tay Mao Mao, khuôn mặt trở nên xuống sắc. Mao Mao muốn buông đôi tay nhau ra nhưng Thừa Tảo không cho phép điều đó và công khai mối quan hệ tình cảm của mình cho bố mẹ nghe. Cứ ngỡ hai ông bà không đồng ý cho câu chuyện tình cảm này, ai ngờ mẹ Thừa Tảo lại chấp nhận và cổ vũ anh ngày mai chiến thắng trong vụ kiện. Ngày hôm sau, vụ kiện cũng đã thành công và Mao Mao giành được quyền nuôi con từ tay chồng cũ. Cô đưa Đinh Đinh về nhà dượng Thừa Tảo để ăn mừng chiến thắng. Mọi người đã tập trung về nhà đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi chị mẹ. Cả nhà nghĩ mẹ đang buôn dưa lê ngoài chợ nên cố gắng đợi thêm chút ít nữa về ăn cơm cùng. Ấy thế mà đợi đến tối vẫn không thấy chị mẹ đâu, cả nhà rất lo lắng. Gọi điện cho người thân cũng không thấy nên cả nhà liền chạy quanh thế giới tìm chị mẹ mải chơi. Trong lúc mọi người còn đang tìm kiếm thì Chí Minh phát hiện chị mẹ bỏ chìa khóa ở nhà. Anh liền gọi mọi người về sau đó báo cáo tình hình. Đúng lúc này một nhân viên giao hàng đi tới đưa cho mọi người một bưu phẩm. Mở ra trong đó chính là bức thư từ biệt của chị mẹ. Vì bà đang dỗi chồng cho nên không muốn ở nhà mà đi hưởng tí gió trời ăn tô bún mắm mấy ngày rồi về. Đọc xong bức thư ai cũng xúc động đến cả lạnh mà rơi nước mắt. Đúng lúc Chí Minh quay trở lại báo tin công an vừa điều tra ra thông tin mua vé của chị mẹ nói là tới An Huy. Nghe tới đây Thừa Hoan nghĩ mẹ về nhà bác cả cho nên đã gọi điện hỏi thử nhưng được biết mẹ cô không tới đây. Thừa Tảo thấy thế thì nghĩ mẹ về thôn thượng trồng rau nuôi cá. Quả đúng là chị mẹ đã quay trở về đó và tới căn nhà cũ kỹ năm xưa, Chí Minh và Thừa Hoan sáng hôm sau cũng tìm tới đây. Cô và anh đi tìm một vòng và phát hiện căn nhà chị mẹ đang ở. Thấy con gái mình tới, bà vội đành son cho đẹp gái sau đó mở cửa. Thừa Hoan trách mẹ bỏ nhà đi bụi mà không rủ mình theo, nhưng mẹ cô bây giờ đã bất cần đời và không cần một ai bên cạnh mình nữa khiến cho Thừa Hoan rất đau lòng. Chí Minh giúp cô nghe điện thoại và báo rằng cả hai đã tìm thấy bà Lưu trong một căn nhà ở thôn thượng. Anh trấn an cô rằng bọn họ cũng chưa nói khối u của mẹ cô là lành tính hay ác tính, việc cần làm bây giờ là phải khuyên được bà quay về chữa trị. Thế nhưng dù cô nói thế nào bà cũng không chịu đi nên Thừa Hoan quyết định ở lại đây cùng bà. Mẹ cô tìm mọi cách gây khó dễ đến thức ăn cũng gọi toàn đồ cay xé lưỡi muốn cả hai thấy khó mà lui. Thế nhưng dù cho mẹ đối xử thế nào cô vẫn mặc kệ mà ở lại. Lúc này bố và Thừa Tảo cũng tìm tới. Ông rất tức giận khi vợ mình làm như vậy, Thừa Tảo vừa nhận được một vụ kiện nhưng phải bỏ dở. Còn Thừa Hoan và Chí Minh cũng mặc kệ khách sạn nhân viên theo bà tới đây. Trước kia ông luôn nhẫn nhịn vì biết tính bà nếu cả hai đều như vậy thì gia đình sẽ tan nát. Hôm nay ông buộc bà phải theo mình về chữa bệnh nếu không sẽ ly hôn. Thế nhưng lúc này bà Lưu cũng chẳng để tâm nữa, ông muốn ly hôn thì cứ làm. Bà biết tính cách mình trước kia rất quá đáng, nếu được sống tiếp bà nhất định sẽ thay đổi. Thế nhưng căn bệnh này bà cũng không biết có chữa được hay không. Sau đó dặn Lão Mạch nếu mình chết thì đừng đau buồn mà hãy sống thật vui vẻ rồi tìm một người để chăm sóc. Lão Mạch trách bà nói linh tinh, ông sống là người của bà, chết cũng là ma của bà, sau đó vỗ về an ủi. Lão Mạch tự trách bản thân không có tài cán gì cũng không cho mẹ cô được một ngày sung sướng. Đến bây giờ khi cô và Thừa Tảo thành công thì bà ấy lại đổ bệnh.
Thừa Hoan an ủi bố rồi quyết định ở lại đây một tuần khuyên nhủ mẹ. Nếu sau đó bà vẫn không đồng ý thì có trói cũng phải đưa về. Lão Mạch vui mừng khi thấy cô con gái bây giờ đã thực sự trưởng thành và có thể làm trụ cột cho cả gia đình. Sáng hôm sau bà Lưu thức dậy thì thấy tất cả mọi người vẫn chưa rời đi mà đang dọn dẹp để ở lại cùng mình. Trong lúc nấu cơm, Thừa Tảo đến báo với mẹ rằng mình có một vụ án cần phải quay về. Lúc này bà xin lỗi cậu vì ngày còn bé Thừa Hoan bị bệnh nên thường xuyên vất cậu cho bà ngoại chăm sóc. Vì vắng mặt trong tuổi thơ của Thừa Tảo nên bà vẫn luôn cảm thấy áy náy. Thế nhưng cậu đã hiểu được điều đó và cũng không còn trách bà từ lâu rồi. Bây giờ cậu chỉ mong mẹ sẽ được khỏe mạnh mà mắng mỏ cằn nhằn mình. Sáng hôm sau mọi người đưa bà Lưu ra ngoài hóng gió thì gặp lại cô Vương. Cô ấy vui vẻ mời cả nhà ở lại ăn cơm cùng mình, sau đó Chí Minh cùng Thừa Hoan đi bắt vịt. Anh cảm thấy việc hai ông bà chủ đi bắt vịt đúng là chuyện không thể tin nổi. Còn bên kia bố đang giúp mẹ cô cùng cô Vương chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Nhìn mẹ cười, trong lòng cô cảm thấy rất vui và cũng hiểu ra được tại sao bà lại đến đây. Sau đó cả nhà cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa thì lúc này bà cảm thấy cá ở đây ướp không ngon. Bà nhớ đến lúc còn nhỏ có một quán cá quế hồi Phùng Thị rất nhưng hương vị ngày đó không thể tìm lại được nữa. Thừa Hoan và Chí Minh đi khắp nơi để tìm lại quán cá đó nhưng bây giờ nhà họ đã nghỉ làm từ rất lâu rồi. Hai người vẫn không bỏ cuộc mà tìm đến tận nhà bọn họ. Thế nhưng lúc này bà ấy đã già không thể nấu được, còn cô con gái thì nói mình không biết làm. Lúc này nghe Chí Minh gọi Thừa Hoan thì bà ấy nhận ra cô chính là con gái của Lưu Uyển Ngọc. Trước kia hai người bọn họ đã từng có những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau, thế nhưng bà ấy thực sự không biết nấu món đó. Thừa Hoan nghĩ ra một cách nhờ bà cụ dạy lại mình món cá quế hồi. Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, cuối cùng cô đã thành công. Nhìn lại những bức ảnh của mẹ mình năm xưa, cô vô cùng xúc động. Khi ấy bà đã rất nổi tiếng ở đây và có giọng hát cực kỳ hay. Lúc này mẹ cô đứng trước sân khấu cũ và nhớ đến những chàng vỗ tay năm đó. Tối đó bố gọi cô lại vì cảm thấy thời gian không còn nhiều mà tâm trạng mẹ cô ngày càng bất ổn. Ông muốn đưa bà về chữa trị, thế nhưng lúc này Thừa Hoan lại muốn giúp bà lấy lại ý chí tiếp tục sống. Hôm sau cô đem đến món cá quế hồi đến cho bà nếm thử. Chí Minh nói rằng Thừa Hoan đã đến tận nhà cô Phùng để học khiến bà rất xúc động. Tối đó trong làng có buổi diễn kịch nên mọi người kéo nhau đến xem. Thừa Tảo cũng đã trở lại và đến trước để xí chỗ cho bố mẹ mình. Phía trên sân khấu, Chí Minh và Hoan Hoan cùng nhau diễn một vở kịch về chính cuộc đời của mẹ mình. Rằng bà là một người biết hát hí và có thiên phú, lại thông minh xinh đẹp. Thế nhưng vì nhiều lý do bà đã không thể thực hiện ước mơ của mình mà xách theo hành lý rời khỏi quê nhà suốt 30 năm. Từ một cô gái bà biến thành một người vợ rồi lại trở thành một người mẹ, dùng sự can đảm của mình che mưa chắn gió cho gia đình rồi dốc sức để con cái có thể vươn lên. Bà một ngày một già đi, còn ước mơ vẫn luôn cất giấu mà không thể thực hiện. Thế nhưng trong thâm tâm bà vẫn luôn mong đến một ngày mình sẽ được quay trở lại sân khấu. Lúc này Thừa Tảo đem đến một bộ y phục, sau đó tất cả mọi người đều cổ vũ bà lên sân khấu. Nhìn mẹ vui vẻ ca múa, Thừa Hoan cũng rất vui, cô nhớ đến quãng thời gian bên mẹ trong lòng không khỏi nghẹn ngào. Buổi diễn kịch kết thúc trong sự hò reo của mọi người và trên mặt mẹ cô lúc này là sự mãn nguyện. Cuối cùng mẹ cô đã đồng ý quay về Thượng Hải cùng cả nhà. Đứng trước phòng kiểm tra ai nấy đều sốt ruột, mẹ cô vừa đi ra đã ngất lịm khiến bọn họ lo lắng. Lúc này bà nói bác sĩ bảo mình đã không sao khiến cả nhà được một phen hú vía. Sau đợt mổ lần trước tất cả đều rất sạch sẽ, bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa. Sau khi lễ khởi công, hợp tác khách sạn Hoa Viên Hưng An Lý và tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế Việt Đạt diễn ra tốt đẹp. Mọi người quay lại ngôi nhà cũ và cùng nhau đón ngày Tết Trung Thu vui vẻ. Và bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ like và subscribe để tiếp thêm động lực cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.